悄悄明亮，小明亮亮，我们肩并肩揽月亮，来个人中央中央，希望来生够叠出爱爱独立的人。Rồi hôm nay mình sẽ đọc lại một cái hồi ký của vị tướng Hoàng Đan. Vâng, theo ghi trong lời kể của con trai ông, hiện nay là tổng giám đốc một chi nhánh của một tập đoàn FPT. Vâng, tổng giám đốc hồi ký đấy rất là hay. Biến giới gọi toàn quân ta vào cuộc chiến đấu mới. Quân dâm được bình chứng dâm an, đã dày xéo mảnh đất tiền phương. Lửa đã cháy và máu đã đổ trên khắp dải biên cương. Đất nước của ngàn chiến tranh đã dùng sôi chi thế hùng. Những chi đang bày đồng đông đáp, đang hòa tiết chế đúng thương bà nông. Việt Nam ôi đất Việt yêu thương, lương sư đã cho mình. Ông hôm nay không phải là cái nói chuyện mình, thì hôm nay mình sẽ đọc một cái hồi ký của một vị tướng Hoàng Đan. Vâng, qua lời kể của con trai ông thì hiện nay là giám đốc của chi nhánh của công ty FPT. Vâng, mình thấy đọc một cái tập hồi ký này sáng mình đọc rất là xúc động, và cũng qua đó cũng lột tả được cái cuộc chiến và biên giới giữa Việt Nam Trung Quốc, thì tôi mình muốn đọc cho tất cả các bạn. Vâng. Thì hôm nay là ngày 16 tháng 2. Vâng, ngày mai ngày 17 tháng 2 kỷ niệm 40 năm ngày chiến tranh biên giới giữa Việt Nam Trung Quốc. Trung bình còn lắm vết thương, người vẫn hiền ngang ra chiến trường. Lịch sử đã trao cho mình sứ mệnh thiêng liêng. Trên mình còn lắm vết thương, người vẫn hiền ngang chiến trường. Vâng, khi mình đọc xong cái tập hồi ký này, thì ví dụ có một bạn nào bạn nên bổ sung về cái kỷ niệm của các bạn về cái cuộc chiến biên giới giữa Việt Nam Trung Quốc, tôi mời tất cả các bạn. Hôm nay đột xuất một tí xíu mà, cái này là nổi hứng lên vì mình vừa đọc xong một cái tập hồi ký của tướng Hoàng Đan. Cho nên là mình muốn giới thiệu lại cái tập hồi ký này với tất cả các bạn. Nó cho người một sứ mệnh yên liêng, mang trong mình còn lắm vết thương, người vẫn yên tâm ra chiến trường.
Vâng, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay là ngày 16 tháng 2. Và ngày mai là ngày 17 tháng 2 năm ngày 17 tháng 2 thì cách đây vừa tròn 40 năm thì có xảy ra một cuộc chiến ở biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Vâng, một cuộc chiến này thì những người như ví dụ ở tuổi tôi thì cũng không thể nào quên được những cuộc chiến này cả. Vâng, thì hôm nay thì buổi sáng thì tôi có đọc một cái tập nhật ký về chiến tranh biên giới Việt Trung của tướng Hoàng Đan, thì là tôi cũng đọc qua, vì đọc những tấm cái tập hồi ký này xong thì nói chung là tôi cũng rất là xúc động, và cái tập hồi ký này cũng phản ánh cái phần nào về cái cuộc chiến biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Thì là tôi xin mời tất cả các bạn vâng sẽ nghe cái giọng đọc của tôi hôm nay. Giọng nó bị mấy hôm nay giọng hơi khan khan, thành công nó cũng không được hay lắm. Vâng, nhưng mà nói chung là cái tập hồi ký này sẽ tạo cho tôi một cái xúc động rất là lớn, cho nên là tôi sẽ xin đọc cho tất cả các bạn nghe về cái tập hồi ký này. Vâng, xin mời tất cả các bạn. Chiến tranh biên giới Việt Trung, cái đấm tay đau đớn của tướng Hoàng Đan, lịch sử là cái gì mà làm lính chúng tôi khổ thế? Vâng, tháng 7 năm 1984 ở mặt trận Vị Xuyên chỉ có một đám chúng ta mặc đồ lính. Chúng ta mất 600 lính, thương vong 1.200 người. Ba tôi được cử lên Vị Xuyên làm tư lệnh mặt trận. Vâng, thì bắt đầu tôi đọc từ đầu lời tòa soạn. Hồi chiến tranh biên giới Việt Trung nổ ra, đài phát thanh thường phát đi phát lại một câu: vậy là một lần nữa lịch sử lại dọn đất nước ta để thử thách. Khi nghe đài nói câu đó, thiếu tướng Hoàng Đan đấm tay xuống bàn: lịch sử là gì mà làm lính chúng tôi khổ thế? Sau cái đấm tay đau đớn ấy, ông trở thành tư lệnh của mặt trận Lạng Sơn, rồi trở thành tư lệnh của mặt trận Vị Xuyên, hai chiến trường khốc liệt nhất của chiến tranh biên giới, cùng với binh lính của mình gánh lấy phần vất vả hy sinh thiệt thòi nhất để đất nước có cơ hội được hòa bình. Kỷ niệm 40 năm chiến tranh biên giới Việt Trung, báo điện tử Tri Thức Trẻ đã đề nghị ông Hoàng Nam Tiến, chủ tịch FPT Suvioe, con trai của tướng Hoàng Đan, kể lại những ký ức về cha mình, vị tướng anh hùng của cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc, cũng là tư lệnh mà lính Trường Sơn lẫn lính Vị Xuyên một thời yêu kính. Vâng, 5 giờ sáng ngày 17 tháng 2 ở tập thể tướng lĩnh, chuông điện thoại đồng loạt reo và câu nói điềm nhiên của vợ tướng: năm 1979, tôi vừa lên 10 tuổi, sống cùng gia đình ở khu tập thể 38 Trần Phú, nơi của nhiều tướng lĩnh của Bộ Quốc phòng và nhiều chỉ huy quân binh chủng thời điểm đó. 5 giờ sáng ngày 17 tháng 2, điện thoại bàn trong khu tập thể nhà tôi đồng loạt đổ chuông, rền rĩ tiếng chuông đánh thức cả chúng tôi từ người lớn đến trẻ nhỏ. Chưa đầy 15 phút, bác Đặng Kinh, Trung tướng, Phó Tổng tham mưu trưởng, bác Lê Thanh Hải, Cục trưởng Cục Cơ yếu và tất cả chỉ huy của quân binh chủng chúng tôi đã quân phục chỉnh tề, vội vã bước ra khỏi nhà. Khi trời tờ mờ sáng, mẹ tôi nhìn theo bóng dáng bác Đặng Kinh, điềm nhiên nói: vậy lại là chiến tranh rồi. Thật ra, cho đến thời điểm năm 1979, trong khu tập thể nhà binh chủng, tôi chưa hề có khái niệm hòa bình. Bố mẹ chúng tôi vẫn thường xuyên được điều động lên biên giới Tây Nam, nơi mà chúng ta cũng đã có một cuộc chiến khác với quân Khmer Đỏ. Ở Hà Nội, gia đình những cán bộ tướng lĩnh cấp cao như gia đình chúng tôi luôn hiểu rằng chiến tranh sớm muộn gì cũng sẽ nổ ra ở biên giới phía Bắc. Chúng ta có thể bất ngờ về thời điểm, chứ không hề bất ngờ về cuộc chiến đó. Nhưng cả đời lính, chưa bao giờ tiếng chuông điện thoại lại có thể gây tác động mạnh đến mọi giác quan của tôi và ám ảnh tôi như buổi sáng hôm ấy. Dù tin tức về chiến tranh chưa được phát đi chính thức trên báo đài, dù những ông bố trong khu tập thể chúng tôi rời khỏi nhà buổi sáng hôm đó trong nghiêm trang và vội vã mà không hề nói một lời, nhưng với những người phụ nữ và những đứa trẻ như tôi thì chiến tranh đã bắt đầu bằng tiếng chuông điện thoại đó. Vâng, tiếng chuông điện thoại lúc 8 giờ tối và sự thoát chết kỳ lạ của vị tướng tư lệnh mặt trận. Vào buổi sáng ngày 22 tháng 2 năm 1979, ba tôi rẽ qua nhà thông báo ngắn gọn với mẹ tôi rằng ông sẽ lên chiến trường Lạng Sơn. Chiều hôm trước, đại tướng Văn Trí Dũng và tổng tham mưu trưởng Lê Trọng Tấn đã gọi ba tôi về từ Học viện Quân sự cao cấp, nơi ông đang làm phó giám đốc, trao cho ba tôi quyết định bổ nhiệm ông làm tư lệnh quân đoàn 5, sau đổi tên thành quân đoàn 14, tư lệnh mặt trận Lạng Sơn. Ba tôi với đại tướng Lê Trọng Tấn có một mối thâm tình đặc biệt. Nơi nào chiến trường khốc liệt nhất, đại tướng Lê Trọng Tấn sẽ nghĩ đến ba tôi. Còn với ba tôi, tướng Lê Trọng Tấn
là người anh, là đại ca, người mà dù bảo ông nhảy vào biển lửa ông cũng nhảy vào. Vâng, đây là cái lời của cái ông tướng Hoàng Đan, thiếu tướng Hoàng Đan, tư lệnh mặt trận Lạng Sơn. Ngay sau khi nhận được mệnh lệnh, ông chỉ về nhà 30 phút bình thản từ biệt mẹ con tôi như thế đó. Chỉ là một ngày đi làm việc bình thường, một chiếc xe của Bộ Quốc phòng đã chờ sẵn ngoài cửa, đưa ba tôi lên Lạng Sơn, nơi cuộc chiến ở biên giới Việt Trung khốc liệt nhất. Ở Lạng Sơn, quân Trung Quốc dùng chiến thuật biển người khi tràn sang biên giới Việt Nam, 50.000 quân của chúng ta, trong đó chủ yếu là bộ đội địa phương, quân du kích và các đơn vị làm kinh tế vừa chuyển sang chiến đấu, đã phải chiến đấu chống lại 180.000 quân địch. Nên chỉ vài ngày, ba sư đoàn của ta ở Lạng Sơn đều tơi tả. Về địch quá đông, nên khi ba tôi lên đến Lạng Sơn, thị xã Lạng Sơn vẫn đang cầm cự. Nhưng việc mất thị xã Lạng Sơn thì có thể chỉ có còn là ngày 1, ngày 2. Lạng Sơn chỉ cách Hà Nội 150 km. Ai cũng hiểu, nếu Trung Quốc vượt qua được đèo Sài Hồ, chiếm tỉnh Lạng Sơn, có nghĩa là sẽ khó còn gì ngăn cản chúng tiến về Hà Nội, và lẽ dĩ nhiên thủ đô sẽ rơi vào tình trạng chiến tranh. Ba tôi được lên làm tư lệnh mặt trận đúng lúc ngặt nghèo đó, với nhiệm vụ phải bằng mọi giá giữ Lạng Sơn, ngăn chặn sự nguy cơ chiến tranh lan về Hà Nội. Một buổi sáng khi vừa đặt chân lên Lạng Sơn, ông ngồi trong chiếc xe bọc thép chỉ huy K63 đi thẳng lên khu vực Tiền Chuyên để khảo sát các phương án phản công. Chiếc xe bị trúng đạn chống tăng đã nổ tung. Chỉ một vài tiếng sau, tin xấu đã được nhanh chóng về báo về, lan khắp Bộ Quốc phòng, lan cả khu tập thể 38 Trần Phú. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng ba tôi đã chết, nhưng vì chưa phải thông tin chính thức nên không ai một dám thông báo với gia đình tôi. Suốt cả ngày, bầu không khí của khu tập thể vô cùng căng thẳng. Không một ai cười nói với mẹ con tôi như mọi ngày, hàng xóm thậm chí tránh nhìn mặt chúng tôi. Nhưng là con nhà lính, tôi mơ hồ hiểu rằng chắc là đã có chuyện chẳng hay cho ra mình và ba mình. Buổi chiều khi mẹ tôi đi làm về, tôi hiểu bà đã biết tin, bà im lặng một cách đáng sợ suốt bữa cơm đó, cả nhà. Và những buổi tối, chúng tôi chỉ cắm cúi ăn cơm, cố gắng tránh nói với nhau về chuyện đó chừng nào có thể. Lúc 8 giờ tối, điện thoại nhà tôi reo lên từng hồi, không một ai trong gia đình tôi chịu đứng lên nghe điện thoại, vì không ai đủ can đảm và cũng không ai muốn mình là người đầu tiên phải nghe tin tức khủng khiếp đó. Cuối cùng, tôi bé nhất nhà đứng bật dậy lãnh trách nhiệm đó. Nhưng ở đầu dây bên kia không phải ai xa lạ, chính là giọng của ba tôi giòn giã. Tôi hét lên 333 và mọi thứ vỡ òa. Ba tôi kể, sáng hôm đó sau khi bị trúng đạn, tất cả mọi người trên xe đều hy sinh, chỉ có mình ba tôi may mắn thoát chết. Ông thoát được ra ngoài và đi bộ về sở chỉ huy, tiếp tục chỉ huy cuộc chiến đấu. Đến 8 giờ tối mới nhớ ra là cần gọi điện thoại về nhà. Tôi vẫn nhớ, ông vẫn cười rộn ràng trong điện thoại, nói với tôi và mẹ tôi điều ông vẫn hay nói: bọn tàu sao giết nổi tôi. Vâng, bọn khác chưa bao giờ sợ Trung Quốc, và kết luận bất ngờ của Tổng Bí thư Lê Duẩn sau chuyến đi khảo sát chiến trường hút chết đó, ba tôi báo cáo về Bộ Tổng Tham mưu. Để bảo vệ Lạng Sơn, Bộ Tổng Tham mưu đã lệnh cho quân đoàn 2, binh đoàn Hương Giang đang làm nhiệm vụ truy quét quân Khmer Mê Đỏ tại Công Vung Som, Campuchia, lập tức rút quân về nước chi viện cho mặt trận Lạng Sơn. Với sự giúp đỡ của phi đội máy bay vận tải AN-12 của Liên Xô, việc không vận toàn bộ quân đoàn 2 từ Campuchia về nước đã diễn ra thần tốc. Đến ngày 4 tháng 3, quân đoàn 2 đã có mặt ở Bắc Giang tập kết sau lưng quân đoàn 5, chuẩn bị sẵn sàng cho việc phản công. Pháo phản lực BM-21 cũng đã được điều lên Lạng Sơn, xe tăng các đơn vị chủ lực, pháo nhiều nòng và các đơn vị hỏa lực đều đã sẵn sàng chiến đấu. Đêm 4 tháng 3, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 5 thông báo và bắt đầu triển khai phương án mở chiến dịch phản công. Sáng 5 tháng 3, Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng ký sắc lệnh 29LCT lệnh tổng động viên trong cả nước, nhưng cùng ngày hôm đó Trung Quốc bất ngờ tuyên bố rút lui. Tức là Trung Quốc khi có lệnh tổng động viên của Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng vào ngày 5 tháng 3 năm 1979, thì đồng thời sau ngay sau đó, trong ngày hôm đó thì Trung Quốc bất ngờ tuyên bố rút lui. Nửa đêm hôm đó, sau khi tin tức từ chiến trường báo về, Bộ Tổng Tham mưu đến tận số 6 Hoàng Diệu, tư gia của gia đình
Tổng Bí thư Lê Duẩn để xin ý kiến chỉ đạo về việc phản công. Tại đây, ông Lê Duẩn đã nói một câu hết sức bình thản nhưng vô cùng bất ngờ. Nếu Trung Quốc đã rút quân thì không có lý do gì mà phải mất mát thêm binh lính nữa. Câu chuyện ấy cũng giống như Lê Lợi và Nguyễn Trãi khi xưa đã tha cho 10 vạn quân binh. Vì thế, ngày 7 tháng 3, Việt Nam lên tiếng cho phép Trung Quốc rút quân trong hòa bình. Ba tôi luôn nói, cuộc chiến năm 1979 không phải là một cuộc chiến quá ác liệt. Quân Trung Quốc đông nhưng không mạnh. Hiện tổn thất mà địch gây ra cho ta không nhiều ở chiến trường, kể cả lúc địch chiếm thị xã Lạng Sơn. Ông chưa bao giờ lo sợ về việc địch sẽ chọc thủng được phòng tuyến này và tiến về Hà Nội. Sau này, nhiều nhà nghiên cứu lịch sử và quốc tế cũng thừa nhận việc Trung Quốc rút quân ngày 5 tháng 3 chính vì e ngại, việc quân đoàn 2 trở về yểm trợ cho Lạng Sơn và việc Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng đã kêu gọi lệnh tổng động viên toàn quốc sẽ khiến họ không thể dễ dàng rút lui khỏi cuộc chiến trong chính trị. Bằng phần tiếp, lựa chọn sinh tử của vị tướng trận lính hy sinh cho dân hòa bình. Nhưng chiến tranh biên giới Việt Trung không phải chỉ gói gọn trong đợt tấn công tháng 2 năm 1979, đó là cả một cuộc giao tranh dài suốt nhiều năm trời sau này, kể cả trên chiến trường lẫn trên mặt trận chính trị ngoại giao. Tuy Trung Quốc tuyên bố rút quân nhưng tất cả đều hiểu chiến tranh sẽ không kết thúc ở đó. Ba tôi vẫn ở lại chỉ huy mặt trận Lạng Sơn. Đến năm 1980, cả gia đình tôi lên biên giới đón Tết cùng với ba giữa chiến trường. Tôi vẫn nhớ tiếng pháo giao thừa năm ấy là những tràng súng dài ngay sát vách vành đai biên giới. Thực tế, đúng như những gì chúng ta dự đoán, nhiều năm sau này Trung Quốc đã liên tục gây chiến khắp các tỉnh biên giới Việt Trung. Ngay sau khi Trung Quốc rút quân và bắt đầu những loạt hoạt động gây hấn trường kỳ, Tổng Bí thư Lê Duẩn có ra một chỉ thị khiến một số người thắc mắc về ý nghĩa chiến lược. Các đơn vị quân đội phải ra sát biên giới, tổ chức trận địa, phải đánh địch ở trên trận đầu, tuyến đầu, hiện tất cả các huyện, vùng biên thành pháo đài. Ba tôi phân tích, cách bố trí quân như thế gây băn khoăn cho một số người vì họ cho rằng chúng ta sẽ không có chiều sâu chiến dịch, không có thời gian để tổ chức phòng ngự khi địch tấn công. Cho nên, kể cả trong giới tướng lĩnh quân đội, việc có người thắc mắc với chỉ thị này của Tổng Bí thư Lê Duẩn là điều có thể hiểu được. Dù chỉ thị của Tổng Bí thư Lê Duẩn là mạo hiểm về mặt quân sự, nhưng những người lính phải gánh vác phần hy sinh cho đất nước bình yên. Nhưng ba tôi thì khác. Ông bảo, nếu dùng tư duy của một nhà quân sự, ông đương nhiên sẽ chọn cách lùi lại để tạo ra chiều sâu tuyến phòng ngự cho cả trận chiến. Nhưng ông vẫn ủng hộ Tổng Bí thư Lê Duẩn trong quyết định này. Vì ông hiểu mong muốn của ông Lê Duẩn cố gắng bằng mọi cách để chiến tranh chỉ xảy ra ở những huyện biên giới chứ không vào sâu trong lãnh thổ Việt Nam. Sau một giai đoạn chiến tranh dài hơn 30 năm, tất cả mọi nơi trên đất nước này đều cần một khoảng thời gian hòa bình quý giá để xây dựng và phát triển đất nước. Nên những nhiệm vụ khó khăn nhất, gian khổ nhất, những người lính như ông sẽ đảm nhận, bởi thân người làm lính là phải chấp nhận hy sinh để đất nước được bình yên. Hơn 40 năm trận Mạc dạy cho ba tôi một bài học rằng ở mỗi vị trí khác nhau, người ta sẽ có góc nhìn khác nhau về cuộc chiến tranh. Năm 1972, ba tôi là sư trưởng sư đoàn 304, giai đoạn 1 và giai đoạn 2. Sư 304 lập công xuất sắc ở Quảng Trị, nhưng đến giai đoạn 3 thì khó khăn, ngày nào cũng phải căng mình dưới bom đạn B-52, tổn thất nặng nề. Hồi đó, sư 350 liên tục được yêu cầu tấn công ra đường 1, lần nào đánh ra là quân lính hy sinh lần đó, nhưng lệnh tấn công vẫn phải tiếp tục đưa tới. Ba tôi nói với cấp chỉ huy, quân lệnh như sơn, nhưng ba tôi vẫn nói hai điều. Là sư trưởng, chỉ ở cấp chiến dịch tôi muốn chống lệnh này, nhưng tôi sẽ đánh ở vị trí của tôi. Có thể tôi không có cái nhìn bao quát, nên không thể quyết định được việc có nên đánh hay không. Mãi sau này, ba tôi mới hiểu rằng, việc đàm phán ở Hiệp định Paris ấy, mình vào tình thế bắt buộc Việt Nam phải có vị thế trên chiến trường, đó là lý do ta phải đánh dù biết là khó tránh khỏi tổn thất. Vâng, một nữa. Đánh cho Trung Quốc hiểu rằng nếu xâm lược đất nước này, họ sẽ phải trả giá, không thể chịu đựng được nổi. Một trong những trận đánh của ba tôi trong giai đoạn chiến tranh biên giới mà nhiều người vẫn chỉ trích cho đến giờ chính là trận đánh ở Bình Độ 400, hay gọi là cao điểm 400 mà Trung Quốc gọi là Pháp Tạp Sơn, ở huyện Cao Lộc, Lạng Sơn. Cao điểm 400 chỉ là một cao điểm nhỏ,
chỉ rộng vài trăm mét và chỉ đủ cho vài trung đội phòng ngự. Đây cũng là không phải là điểm có ý nghĩa chiến lược và mặt về mặt quân sự, nhưng cả ta và Trung Quốc đều giành giật với nhau từng tí. Dù điểm để hai bên đánh nhau chỉ có một đại đội, nhưng trong khi Việt Nam phải huy động đến cấp sư đoàn, thời điểm nhiều nhất lên tới 10,000 quân, thì Trung Quốc sau khi bị tiêu diệt hết một sư đoàn chủ lực đã có lúc phải huy động đến cả sư đoàn dự bị, mà cao điểm nhất lên tới 30,000 quân. Tôi vẫn nhớ một bài thơ viết về trận đánh đó. Tư lệnh Hoàng Đan trận này cầm quân, ông bảo rằng sống chết thời vận số, cả trung đoàn ào ào như thác lũ, bình độ 400 bình địa trận người, những chàng trai sống chết trận này ơi, mưa đổ xuống trời tuôn nước mắt, ơn nhớ mãi thân này đi giữ đất, người trở về ăn sống ở ra sao. Có nhiều người sau này thắc mắc cho rằng trận bình độ 400 là trận chúng ta không cần hao quân tốn sức như thế, nhưng đó là trận đánh mà dù không có ý nghĩa về mặt vị trí chiến lược quân sự nhưng lại có ý nghĩa về mặt chiến thuật. Đó là một bài kiểm tra về ý chí, về thử thách, về sự quyết tâm của mỗi bên. Ba tôi sau này giải thích với tôi rằng chúng ta phải đánh để cho Trung Quốc hiểu rằng hễ chúng mà bước vào chân vào đất nước mình sẽ phải trả giá đắt, điều đó sẽ khiến chiến dịch không bao giờ dám mở một cuộc chiến xâm lược khác. Bởi chỉ một điểm nhỏ đến như thế mà chúng ta đã đánh cho quân xâm lược Trung Quốc thiệt hại đến mức này, thì quân Trung Quốc sẽ hiểu rằng nếu họ dám đánh mình và tiếp tục đánh sâu vào đất mình thì cái giá họ phải trả sẽ là cái giá mà họ không cách nào chấp nhận được. Vâng, phần lịch sử khác, lịch sử quân sự có những trận đánh có thể thay đổi một cuộc chiến tranh. Vâng, xin chào tất cả các bạn. Một trong những trận đánh mà tôi thích nhất trong lịch sử chiến tranh của loài người là trận đánh của 300 chiến binh Hy Lạp trên con đèo Thermopylae chống lại 10,000 quân Ba Tư. 300 chiến binh Hy Lạp đã hy sinh, nhưng quân Ba Tư cũng phải trải qua một nỗi kinh hoàng thực sự mà không dám tiếp tục một cuộc tấn công Hy Lạp. Bài học mà họ nhận ra được là chỉ với 300 chiến binh mà người Hy Lạp đã khiến đội quân 10,000 người của Ba Tư trao đảo, thì họ không dám nghĩ đến điều mà sẽ xảy ra nếu họ đi sâu hơn vào trong đất Hy Lạp. Lịch sử quân sự đã có những cuộc chiến tranh lớn mà chỉ sau một trận đánh thế trận đã thay đổi, khi quân đội kia biết rằng mình không thể thắng được nữa và rút quân. Những điều này phải ở những vị trí nhất định trong cuộc chiến đó, mà phải nắm rõ vị trí chiến lược quân sự về chiến thuật mới có thể nhìn nhận một cách thấu đáo. Lần khóc đầu tiên và duy nhất trong đời chiến của tướng Hoàng Đan. Nhưng điều đó không có nghĩa là ba tôi không thương lính của mình. Hồi chiến tranh biên giới Việt Trung nổ ra, đài phát thanh phát đi một câu: vậy là một lần nữa lịch sử lại chọn đất nước ta để thử thách. Có một hôm tôi chứng kiến ba tôi nghe đài rồi đấm mạnh tay xuống bàn: lịch sử gì mà làm lính tôi khổ thế. Tôi hiểu ba mình. Ba tôi là tướng trận, ông ở khắp các chiến trường trong suốt hơn 40 năm quân ngũ, hết chiến dịch này đến chiến dịch khác, từ Điện Biên Phủ đến chiến dịch Hồ Chí Minh, từ Quảng Trị đến Tây Nam rồi biên giới phía Bắc. Rất nhiều người lính của ba tôi cũng như thế, họ hầu như không có lấy một ngày được nghỉ ngơi trong hòa bình, kể cả sau khi đất nước thống nhất vào mùa xuân năm 1975. Như những người lính quân đoàn 2, vừa tuần trước còn ở Campuchia truy đuổi quân Khmer Đỏ, tuần sau đã có mặt ở biên giới phía Bắc để sẵn sàng chống quân Trung Quốc xâm lược. Đất nước của ta đã phải chịu cảnh chiến tranh quá lâu, nhưng với những người lính chiến tranh còn lâu hơn thế và mòn mỏi hơn thế rất nhiều. Ba tôi nóng nảy và cứng rắn, ông yêu tôi, nhưng cả đời mình tôi chưa được ông ôm. Ngày ông nội tôi mất, ba tôi không khóc. Vậy mà có một lần khi đứng ở nghĩa trang Trường Sơn trước mộ của những người lính của ông đã hy sinh trong mặt trận Quảng Trị, tôi thấy ba mình đã khóc lần đầu tiên và duy nhất trong đời. Ba tôi hay nói, đời làm tướng trận của ông luôn buồn nhất là khi các sĩ quan dưới quyền ông lên báo cáo: thưa thủ trưởng, trận này mình tổn thất nhỏ. Ông luôn dặn dò không có một tổn thất nào là nhỏ. Khi nói về những người lính đã ngã xuống, mỗi một người lính hy sinh, họ là người con, người chồng và cha của một gia đình, đó là những mất mát không thể nào bù đắp. Năm 1984, Trung Quốc quay trở lại gây chiến ở chiến trường Vị Xuyên với một mục đích gây sức ép cho ta ở mặt trận Campuchia. Lúc này ba tôi được rút về làm cục phó cục khoa học quân sự chỉ huy mặt trận Vị Xuyên, lúc ấy là một vị tướng khác.
ngày 12 tháng 7 năm 1984, các đơn vị chủ lực của sư đoàn 312, 316, 356 được lệnh dàn quân đánh với quy mô lớn, tổn thất vô cùng kinh khủng. Chỉ trong một đêm chúng ta mất 600 lính, bị thương vong 1.200 người, sư đoàn 356 mất sức chiến đấu. Nên ngày 12 tháng 7 đến bây giờ vẫn được coi là ngày giỗ của lính Vị Xuyên. Vâng, ngày 12 tháng 7. Ngay sau đó, ba tôi được Đại tướng Lê Trọng Tấn ra lệnh quay lại biên giới phía Bắc làm tư lệnh mặt trận Vị Xuyên. Vâng, cái mặt trận Vị Xuyên như tất cả các bạn đã biết là một mặt trận mà sau năm 1979 rất là ác liệt, đúng vào năm 1984. Lên đến Vị Xuyên, chứng kiến thương vong khủng khiếp của những người lính, ba tôi chỉ nói với những người chỉ huy trận đánh trước một câu duy nhất: các anh đánh thế này thì mẹ Việt Nam anh hùng sẽ không kịp, không để kịp đâu. Vâng, các anh đánh thế này thì mẹ Việt Nam anh hùng cũng không để kịp đâu. Vâng, cái mục là những người lính Vị Xuyên: nếu tư lệnh Hoàng Đan không lên thì chúng tôi đã chết rồi. Vì cùng một điểm cao như vậy ở Vị Xuyên, không thể nào chúng ta lại đi đọ pháo rồi dàn hàng ngang ra xung phong để đánh nhau với quân Trung Quốc được. Việc đầu tiên ba tôi lên đến Vị Xuyên là làm thay đổi toàn bộ cách đánh trước đó, không cho quân dàn hàng ngang đấu tay đôi với Trung Quốc nữa. Ông yêu cầu bộ đội quay trở về chiến thuật thời Điện Biên Phủ. Ông ra lệnh cho bộ đội đào hầm để tránh pháo kích của địch, đào hào sát đến tận công sự địch, sử dụng tất cả các hang hốc để bố trí lực lượng, rồi tổ chức nhóm nhỏ cấp trung đội, tiểu đội để tấn công bất ngờ. Thực tế là những tổn thất về con người từ đó đến năm 1985 cộng lại cũng không nặng nề bằng vài tuần đầu của chiến dịch. Sau này khi ba tôi đã qua đời, có một năm tôi tham dự ngày gặp mặt của các cựu chiến binh sư đoàn 356, họ ôm tôi khóc, nói với tôi bằng một giọng nói rất giản dị: bỗ bã đúng chất lính, ba mày mãi rồi lên tới giờ tao chỉ biết nói với mày là ngày đó nếu tư lệnh Hoàng Đan không lên thì chúng tao chắc chắn không bao giờ gặp mặt mày, cách đánh như cũ thì bọn tao cũng chết thôi. Cái ôm giản dị đó khiến tôi cảm động đến tận sâu thẳm lòng mình. Vị tướng ngồi ung dung uống thuốc giữa đạn pháo Trung Quốc và lời hứa gặp văn công gặp đàn bà. Ba tôi có cách thương lính không giống một ai. Ông bị đau khớp chân đi khập khiễng, nhưng ở mặt trận Vị Xuyên ông cứ thế chống gậy nhúc nhắc đi dưới làn mưa bom đạn trước con mắt tròn xoe của lính tráng, để vào tận hang, vào hang làng lò cách công sự địch vỏn vẹn 100 mét, chỉ để ngồi với lính đích thân cuốn thuốc lá cho lính hút. Ông hỏi: bây giờ các cậu muốn gì nhất? Lính của ông trả lời: báo cáo thủ trưởng, thủ trưởng cho chúng em xin tí văn công, 6 tháng trong hang không nhìn thấy mặt đàn bà rồi. Được, các cậu sẽ có văn công, sẽ gặp đàn bà. Lính tráng cứ tưởng ông nói đùa rồi để vậy thôi, nhưng 3 ngày sau trinh sát cõng ông Hoàng Trè, đoàn trưởng văn công và ca sĩ Ánh Tuyết cùng một cậu đánh đàn vào tận hang làng lò biểu diễn cho lính nghe. Lính của ba tôi sau này hay kể, giữa trận địa đạn pháo bay vèo vèo trên đầu, ba tôi thường lấy vỏ thùng đạn kê ngay trên nóc hầm và ung dung ngồi hút thuốc. Ông bảo với lính: sống chết thời vận số, một khi đã tới thì dù có trốn trong công sự đạn pháo nó cũng tìm được. Ông hay tếu táo với lính rằng nếu ông chết thì ít ra con trai ông là tôi cũng được cộng thêm một điểm khi thi đại học. Giữa chiến trường, câu nói đùa mà thản nhiên như không của ba tôi làm binh lính cười rầm rầm chen nhau ngồi cạnh suýt xoa. Cụ cho con ngồi cạnh cụ, ngồi cạnh cụ là vạn thọ vô cương. Nhờ những giờ phút như vậy, những người lính như ba tôi đã đi qua hết những cuộc chiến tranh, đi qua bom đạn mà bớt đi nhiều phần sợ hãi. Dù trong số họ có những người gặp phải cái chết, có những người may mắn hơn thì được trở về cạnh gia đình mình. Ba tôi là một trong số những người may mắn ấy. Ông còn may mắn hơn ở chỗ 13 năm đi khắp các chiến trường, chỗ nào pháo nã nhiều nhất thì ông ở đó. Nhưng kỳ lạ là ông chưa từng một lần bị thương. Sau này ông hay nói: ông bà thì nhân từ, mẹ mày thì bao dung, nên cả đời ba đi chiến trường mà không bị một vết sẹo. Vâng, ba đã mất 30.000 quân lính và cuộc chiến mới góp phần thay đổi số phận dân tộc. Năm 2003, ở tuổi 76, ba tôi qua đời sau một
cơn đau tim khi xe đang chạy, khi đang chạy xe máy ngoài đường và ra đi thanh thản. Những năm cuối đời trước khi ba tôi mất, tôi đã từng hỏi ông một câu: ba đã mất bao nhiêu người lính suốt cuộc đời mình? Ông nghĩ một lúc lâu rồi trả lời: ba không tính chính xác được, nhưng có lẽ dưới quyền ba, ba mất 30.000 quân. Ba bảo trong một cuộc mọi cuộc chiến đó chúng ta đều ở thế yếu nên tổn thất là điều không thể tránh khỏi. Nhưng trong sâu thẳm ông hiểu, ông luôn nghĩ về những người lính mà ông đã mất đi mỗi ngày trong cuộc đời mình. Vì đời ông đã có một lần suýt phải ra tòa án binh vì bất tuân lệnh cấp trên, bởi nếu biết đánh như lính của mình sẽ chết. Đời ông cũng có những lúc nhìn đồng đội mình, binh lính của mình phơi thi thể trên chiến hào thì chỉ biết nghiến chặt răng tiến lên phía trước. Thế nên năm 2015, khi xây dựng chiến lược về xuất khẩu phần mềm FPT, tôi đã hạ bút đặt quyết tâm Sofia phải có 30.000 nhân viên vào năm 2020. Hiện nay tôi đã có 16.000 nhân viên, 3 năm nữa tôi sẽ có 30.000 nhân viên như tôi đã tự hứa với ba mình. Có rất nhiều người hỏi tôi về con số 30.000 đó và tôi trả lời: tôi muốn tự đặt cho mình một thứ mà vừa là trách nhiệm, vừa là sứ mệnh, vừa là thử thách. Ba tôi đã mất đi 30.000 lính trong suốt cuộc đời binh nghiệp của ông. Là con trai ông, tôi sẽ có nhiệm vụ đưa 30.000 bạn trẻ ra nước ngoài cùng làm việc và cạnh tranh với những tập đoàn hàng đầu. Đó là thực chất là một cuộc chiến khác, cuộc chiến có phần thay đổi số phận của dân tộc này. 30.000 nhân viên của tôi sẽ không phải cầm súng, sẽ không phải đổ máu, mà phải trả giá bằng, không phải trả giá bằng sinh mạng của mình. Vì tôi tin bàn tay cầm đũa ăn cơm được thì cũng có bàn phím được, bàn tay bóc cò súng được thì cũng bấm chuột được. Đất nước này không cần thêm bất kỳ một cuộc chiến tranh nào nữa. Ba tôi mất đi 30.000 lính, 30.000 nhân viên của tôi sẽ không phải cầm súng. Kỷ niệm 40 năm chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979, tôi muốn dành viết bài này để hồi tưởng lại về ba mình, về những người lính, về những trận đánh mà ông đã kể cho tôi nghe suốt cuộc đời mình. Ba tôi, thiếu tướng Hoàng Đan, là tư lệnh của mặt trận Lạng Sơn và mặt trận Vị Xuyên, hai chiến trường khốc liệt nhất của cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc suốt 10 năm trời. Thiếu tướng Hoàng Đan, vị tướng khiến bom đạn địch đầu hàng. Vâng, đây là tiểu sử của thiếu tướng Hoàng Đan. Thiếu tướng Hoàng Đan, quê Nghi Lộc, Nghệ An, là người đã tham gia cả ba cuộc chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ và chiến tranh biên giới Việt Trung. Ông trưởng thành từ chiến dịch hòa bình Thu Đông năm 1952, Thượng Lào và Điện Biên Phủ. Trong chiến tranh kháng chiến chống Mỹ, ông đã được bổ nhiệm làm sư trưởng sư 304 anh hùng, phó tư lệnh quân đoàn 2 và liên tục được điều động tới những nơi ác liệt nhất, nơi quân ta đang gặp bất lợi trước kẻ thù, để làm thay đổi cục diện chiến trường như Thượng Đức, Khe Sanh, đường chín Nam Lào, thành cổ Quảng Trị. Trong chiến dịch Thượng Đức ác liệt, tư lệnh tiền phương chiến dịch Hoàng Đan thậm chí đã cùng chính xác bò tận vào hàng rào dây kẽm gai, sát chân căn cứ địch để nắm tình hình mà không sợ nguy hiểm. Sau khi tham gia chiến dịch giải phóng Huế, Đà Nẵng ngày 30 tháng 4 năm 1975, chính sư 304 thuộc quân đoàn 3, quân đoàn 2 mà Hoàng Đan làm phó tư lệnh đã cắm cờ trên dinh Độc Lập bắt sống nội các tướng Dương Văn Minh. Trong chiến tranh Việt Trung, ông lần lượt là tư lệnh mặt trận Lạng Sơn, Vị Xuyên. Vâng, đây là ghi theo lời kể của ông Hoàng Nam Tiến, con trai thiếu tướng Hoàng Đan. Vâng, đọc một đoạn thì nói chung là hơi khản tiếng. Vâng, như thế là cái tập hồi ký này cũng lột của cái ông Hoàng Nam Tiến. Vâng, thì là Hoàng Nam Tiến, con trai của thiếu tướng Hoàng Đan, thì là cũng lột tả cái phần nào cái cuộc chiến rất ác liệt ở biên giới Việt Trung giữa Việt Nam và Trung Quốc vào tháng 2 năm 1979. Vâng, có bạn nào có muốn lên tham gia chương trình với tôi một tí ạ? Giọng khản hết rồi. Quyến Nguyễn, mình thấy là bạn rất hiểu về cái cuộc chiến này và bạn rất hiểu về lịch sử. Thì bạn có thể lên tham gia chương trình một chút được không? Quyến Nguyễn hoặc em mời anh Nhàn nhé. Nên nói một tí xíu vì hôm qua đúng là cái cuộc chiến này mình hôm qua mình nói nó vẫn chưa đủ. Thế nó mời anh Nhàn đấy.
Rồi bác Nhàn hoặc Quyến Nguyễn đi, lên tham gia chương trình một tí xíu đi. Chả lẽ mà mình kết thúc chương trình ở đây, vì hôm nay là mình muốn lên đọc lại cái cuốn hồi ký này, thì nói chung là mình muốn lên đọc để cho các bạn ấy thôi. Quyến lên đi, Quyến ơi. Nhá, mời Quyến lên nhé. Rồi đang đang mời Quyến lên đấy. Không phải lên nếu mà mình ví dụ cháu ở đấy cháu có thể anh che mặt được, đâu có gì đâu. Đúng không? Mình thấy đọc một số comment mang thấy coi như là Quyến Nguyễn hiểu biết rất là nhiều. Bạn lên bạn che camera đi cũng được, vì là có mỗi người có một cái điều kiện mà. Vì có những người mà ví dụ như bọn tôi thì nói chung là không có vấn đề gì cả, nhưng các bạn ví dụ còn đang công tác hoặc đang ở trong các lực lượng vũ trang hoặc có một lý do nào đó thì không thể đưa mặt lên được. Sao có bạn nào tham gia nữa không? Chả lẽ kết thúc chương trình ở đây. Không, những cuộc chiến này những ai hiểu biết thì mình nên nói. Quyến Nguyễn lên đi, che cái camera cũng được. À, cháu đang ở trong lớp này. Anh Nhàn đi, anh Nhàn sao đấy, mời anh Nhàn lên một tí xíu nào. Không, Trần Anh Tú thì mình nói về cuộc chiến này, mình là những giới trẻ chẳng hạn, mình cũng không mà khi mà cuộc chiến năm 1979 thì qua đi cái thời gian đó mình không không chưa sinh ra, thì là mình lên đấy mình nói về cái qua đọc qua vấn đề lịch sử thì mình cũng nói về cái cảm tưởng của những lớp trẻ về cái cuộc chiến đó. Không thì tối nay thì trong lịch thì mình không live stream, mình phải tối thứ hai 2, 4, 6 mà. Đúng rồi, anh Nhàn hôm qua còn nói dở về bè lũ bốn tên mà, anh nói về vấn đề gì về liên quan cuộc chiến là được, tuổi trẻ cũng nói được mà. Long Thủy hôm qua xin lên này, hôm nay Long Thủy cũng đi bộ đội, cũng hình như là cũng tham gia một chút xíu về cái mặt trận Vị Xuyên này. Đã mời Long Thủy đấy. Rồi, Long Thủy lên đi, xong rồi một tí mời Trần Anh Tú. Rồi, mời Trần Anh Tú đi. Đã mời Trần Anh Tú. Cảm nghĩ của những lớp trẻ vì những cha ông mình đi trước, về những sự mất mát hy sinh của cha ông mình. Rồi xin chào Trần Anh Tú. Hôm sau vừa lên lại xuống rồi. Mời lại nhá. Hôm nay họp à. Dạ. Rồi xin Dạ em đâu. chào Trần Anh Tú. Dạ. Em hiểu rồi. Xong mạng mình đi. Không lên thì thôi để em Đó lên. rồi. Dạ, Quyền nó không lên. Dạ, thì để em lên nói Rồi. xíu. Thế này thì nói chung là bọn em cái lớp trẻ sau này cũng có tìm hiểu đúng. Thứ nhất là em được biết là cứu con đẻ Pol Pot của nó này, cứu con đẻ Pol Pot của nó, rồi là giết lửa cho chiến trường Tây Nam, Trung Quốc muốn đưa quân về về phía Bắc để cứu Pol Pot đấy, nhằm chia nhỏ lực lượng của ta ra. Thì hình như em nếu không nhầm thì em đọc được tìm hiểu được là như vậy. Dạ. Còn lúc đó là tướng giáp có hỏi tướng tấn là để là đánh thế này thì cầm cự được bao lâu, thì tướng tấn có bảo là không nhỉ?
Trúng đại phốn phốt đi. Đấy. Thì em cái đoạn này cũng khó, không nhớ lắm thì ta quyển thì nó lên thì nó nói hay hơn, còn em thì gọi là tìm hiểu sơ sơ vậy á. Quyển này anh phải mời được nó lên đấy, nó biết cái gì nó không biết. À, Rồi Quyến hiện nay đang ở trong lớp. Đánh... cuộc đánh mình nó đổi kinh tế đổi với Mỹ, thứ ba nữa nó rèn cả luyện quân, tại vì là lâu rồi sang Trung Quốc nó không 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 được gọi là không 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 có một cái cuộc chiến nào ấy. Thứ ba nữa là nó thử cái hiệp ước Việt Xô của mình, tại vì trong hiệp ước Việt Xô ấy thì có là hai hai bên Việt Nam và Liên Xô lúc đó là có cái hiệp ước là giúp đỡ nhau cả về kinh tế, chính trị lẫn quân sự. Thì Mỹ thì bên thì thằng thằng Trung Quốc nó cũng muốn thử xem. Có thực sự là sẽ giúp đỡ mình trong lúc mà sẽ có chiến tranh hay không? Đó. Thì nói chung còn chỉ biết đâu, để em thì biết đến đâu em nói đến đó thôi. Cái này nó cũng đúng thuộc phạm trù gọi không? là hơi Không ơi, thực tế là trong cuộc chiến vào năm căng. 1979 ấy, thì Liên Xô giúp mình những cái việc này. Thứ nhất là giúp về cái tin tức tình Dạ. báo. Thứ hai Dạ đúng là rồi ạ. Trung Quốc cho quân áp sát biên giới, Liên Xô cho quân áp sát biên giới Trung Quốc, gây sức ép với Trung Quốc. Để Thứ tài Trung Quốc. ba là đưa tàu Dạ. chiến vào tập trận ở Biển Đông. Thứ tư là lập cái cầu không vận Dạ. để mà có chuyển quân, ví dụ như quân đoàn 2 từ Campuchia về về vùng Dạ. biên giới phía Bắc. Thứ bốn là viện trợ các xe tăng này, pháo này, và nói chung là nó có một số hiệu hình như 400 xe tăng hoặc bao nhiêu pháo và các thiết bị về quân sự cho Việt Nam. Đấy là Liên Xô đã thực hiện cái những sự giúp đỡ cho Việt Nam ở trận Dạ đúng rồi anh, biên giới phía đó là, đấy Bắc. vì đấy là dạ. Rồi. Cái đổi kinh tế về Mỹ năm 1978 là nó 78 ấy là Trung Quốc nó cải cách kinh tế, cho nên là đánh đổi cái kinh tế đối với Mỹ ấy, Đúng về Mỹ ở đấy. Và rồi. từ cái nền từ lúc đó là cái từ cái nền nền kinh tế hoài quá tập trung theo mô hình Liên Xô Đúng sang nền kinh tế định hướng thị trường xã hội chủ nghĩa ấy. Cho nên là nó muốn muốn đổi đổi với Mỹ về cái Tức là Trung Quốc muốn bành trướng xuống vùng Đông Nam Á, làm muốn cái lợi dụng những cái khoa học kỹ thuật và những cái đầu tư của Mỹ và Trung Quốc. Nhưng Trung Quốc cũng nên, ở vâng, đánh châu đổi Á. cái chuyện đấy. Nhất là Dạ. cái cuộc gặp với Dạ. Nixon ấy. Nixon này cùng với Ngoại trưởng Dạ. Kissinger đã gặp với Đặng Tiểu Bình và Mao Trạch Đông tại Bắc Kinh vào năm 1972. Đấy, Tại chúng Bắc nó Kinh. đàm phán ở Thì trên lưng của Việt Nam. nó Đấy. đàm phán sao nó nói là trưa ăn cơm ở sáng ăn cơm ở Bắc Kinh à. Chiều trưa ăn cơm Hà Nội và chiều ăn cơm ở Sài Gòn, nhưng nó không nghĩ là mình nó đánh nó được như vậy đúng không ạ? Em hiểu nhầm Cái là thời đó Trung Quốc gọi 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 Liên Xô là đại bá quyền, còn Việt Nam là tiểu bá quyền. Đấy, cho nên và cái nữa em nhớ nữa là Đặng ông Đặng Đức Minh ông muốn là đánh tạo dư luận để thanh trừng nội bộ. Thì em nghĩ cái có em đọc được tìm hiểu được một thì như phần thôi, vậy. một phần cũng có một phần trong đó. Dạ đúng rồi. Thế em nói về cái nguyên nhân thì nó như vậy, em tìm hiểu nguyên nhân con diễn biến sau tất nhiên cả anh là chủ ở trên đấy ai cũng biết rồi. Thế em gọi là lớp 6 này chỉ có tìm hiểu vậy thôi, tìm hiểu để mình tự hào thêm về truyền thống của cha ông hiện tại trước đấy thôi. Còn hiện tại thì mong đất nước đúng không? Được như bây giờ là ok rồi. Rồi không mong nói chung mình bây giờ làm rồi ăn, chứ còn không mong cái gì hơn nữa cả. Không muốn có một cái thêm một cuộc chiến tranh nào xảy ra ở cái đất nước này, vì đất nước mình từ Bắc chí Nam, từ đồng bằng đến miền núi đâu đâu cũng vậy rồi, cũng thấm đẫm máu của cha ông, máu và nước mắt của cha ông của chúng ta rồi. Là em muốn lên trao đổi một tí về để có nguyên nhân. Còn cái vấn đề hôm qua của bố Nhan là cái vấn đề bè lũ bốn bên đấy thì em cũng có tìm hiểu, nhưng mà cái này để cho bố Nhan nói, cái này để cho bố Bố Nhan nói. nhà hôm nay không đói. Đấy, bố con đã trao đổi rồi.
Rồi, xin chào anh Chu Phan. Bây giờ tôi nói với tất cả các bạn là 40 năm cuộc chiến giữa Việt Nam biên giới, giữa Việt Nam và Trung Quốc. Chúng mình là những thế hệ đi sau thì chúng mình chỉ nhắc lại cuộc chiến này để cho con cháu của chúng ta sau này chúng ta biết về những cuộc chiến đó. Vâng, và cái cuộc chiến đó hiện nay đã đi vào lịch sử. Chúng mình nói về cuộc chiến này để tố cáo cái nhà cầm quyền Bắc Kinh cái thời gian bây giờ, chứ còn đối với nhân dân Trung Quốc và những người lãnh đạo Trung Quốc bây giờ thì là ví dụ chúng mình là những người dân thì chúng mình cũng không thể không có một cái gì thù hận đối với nhân dân Trung Quốc và những người lãnh đạo Trung Quốc bây giờ, đúng không? Thì sau cuộc chiến đó thì như tất cả các bạn đã biết, vào năm 1990 Việt Nam và Trung Quốc đã ký cái đã ký cái hiệp ước vào năm 1990 ở Thành Đô để giữ hòa bình giữa Việt Nam và Trung Quốc. Và từ đó đến giờ thì khi mà thì Việt Nam và Trung Quốc đã cắm mốc về biên giới ở đất liền 1.400 cây số ở biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Đấy. Đã ký xong, và Việt Nam và Trung Quốc muốn giữ cái đường biên giới này trở thành đường biên giới hòa bình. Còn ở trên vịnh Bắc Bộ, Việt Nam và Trung Quốc đã phân chia xong cái vịnh Bắc Bộ. Thì cái quan hệ Việt Nam và Trung Quốc như tôi nói với các bạn nhiều thì hiện nay chỉ có tranh chấp ở vùng biển ở cái quần đảo Hoàng Sa, và ở Trường Sa là tranh chấp giữa Việt Nam và năm nước và vùng lãnh thổ gồm có Việt Nam, Trung Quốc, Philippines, Đài Loan, Malaysia và Brunei. Thì đối với quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc hiện nay thì chúng ta hãy dùng 6 từ, tức là vừa đấu tranh vừa quan hệ, tức là đấu tranh để mà chúng ta giành lại Hoàng Sa và Trường Sa, còn quan hệ về tất cả các mặt, về chính trị, văn hóa, kinh tế là để chúng ta cùng với Trung Quốc phát triển đất nước càng ngày càng giàu mạnh lên, đúng không? Bốn tốt vừa 16 chữ vàng mà Đảng và Nhà nước ta ký thỏa ước với Trung Quốc thì nói chung đối với tôi thì là rất tốt thôi. Ví dụ như mỗi gia đình thì là phải có những ông hàng xóm, đúng không? Thân thiện thì mình mới yên tâm, mình phát triển kinh tế, nuôi dạy con cái nó lên người được. Việt Nam và Trung Quốc cũng thế thôi, cũng muốn một đường biên giới hòa bình để mà Việt Nam và cùng Trung Quốc phát triển kinh tế. Ở đây có anh Chu Phan đấy, mời anh Chu Phan lên lên một chút nhé, mình lên mình trao đổi một tí xíu đi. Rồi, xin chào anh Chu Phan. Vâng, đúng rồi, tuyến biên giới Việt Nam và Campuchia hiện nay đã cắm được cứ khoảng 85%. Nghe rõ không bà Nguyên? Vâng, nó nghe rõ nhỉ, nghe tốt. Rồi, chào bà Vâng. Nguyên, lâu quá không lên. Vâng. Chào bà Nguyên và anh chị em trong diễn đàn bà Nguyên nhé. Sáng nay làm live sớm rồi. Ông vì hôm nay em đọc được một cái cuốn hồi ký của tướng Hoàng Đan. Rồi. Nghe, vâng, thì em thấy đọc cái cuốn hồi ký này nó lô tả được cái cuộc chiến giữa Việt Nam của Trung Quốc năm 1979. Vâng, và Rồi. nó cũng có tạo ra nhiều cái xúc động cho em. Thế cùng là thôi em bảo là em lên làm một chút thôi. Vâng. Thôi rồi, cảm ơn nhá, rồi cho mình Dạ. góp ý chút đi. Dạ. Cuộc chiến bây giờ, chào các bạn trong diễn đàn nhé, cuộc chiến bây giờ nó kéo qua 40 năm rồi, anh em mình nhắc lại thì trước hết là tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ, các thương binh liệt sĩ, bà con nhân dân trên biên giới đã hy sinh trong cuộc chiến này để bảo vệ chúng ta có ngày hòa bình hôm nay. Thì nhắc lại cuộc chiến đó thì ta lại thấy là vừa tự hào vừa mừng. Tự hào là chiến tranh đã qua đi 40 năm nay, mừng cái là ta với Trung Quốc đã cắm biên giới mốc xong rồi. Mà Bà Nguyên đi chưa? Chúng ta đã cắm mốc biên giới 1.400 cây số thì bà Nguyên vừa nói với lại Vịnh Bắc Bộ chia xong rồi. Và hiện nay ta và Trung Quốc đã trở thành hai nước bạn bè hữu nghị. Thương mại hai nước ngày càng phát triển ấy, thì chúng ta lên đây để ôn lại cái lịch sử cha ông thôi, chứ cũng không có ý gì moi móc lại
cái cuộc Đúng chiến rồi. giữa ta và Trung Quốc cả. Vâng. Chủ yếu lên đây ta thuật lại những gì để cho những người sau này người ta hiểu, người ta nhớ thôi. Chứ là cái quan hệ Việt Nam Trung Quốc bữa nay là rất tốt rồi. Vâng. Thì phải có tụi Ba Que vào thì mình nói nó mới hay. Vâng. Không, chúng Hay là tụi mình thực thực tế đấy, em nói anh Trung Phan và tất cả các bạn này. Chúng mình không chào bao nó giờ cụ. mắc mưu vào cái gọi là cái âm mưu thâm độc của cái bọn Ba Que, tức là chúng luôn luôn Đúng rồi. gây ra sự hận thù, muốn gây ra sự hận thù giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Trung Quốc. Nhưng không, cả ngàn đời nay nhân dân Việt Nam và nhân dân Trung Quốc là hai nước láng giềng với nhau, rất sống hòa thuận. Nhưng mà ví dụ ở những một từng thời kỳ một thì có những người cầm quyền đất nước Trung Hoa, đúng không, thì người ta Đúng muốn coi rồi. như là bắt nạt đất nước Việt Nam, vì đất nước Việt Nam là một đất nước nhỏ đấy, nằm Đúng cạnh rồi. một đất nước lớn, cho nên là một cái chính quyền nào đó của Trung Quốc, ví dụ người ta có ý định bành trướng hoặc người ta có ý định xâm chiếm thì mình là phải chịu thôi, chứ còn nhân dân hai nước thì vẫn sát cánh cùng nhau. Và ở những thời điểm này theo tôi em nghĩ là rất là tốt, những cái gì hay, những cái gì tốt của đất nước Trung Quốc thì những người Việt Nam mình cần phải học hỏi để mình phát triển. Vâng, xin mời Đúng rồi. Nói cuộc anh. chiến đã qua thì hai bên, hai đất nước, hai chính phủ hai nước cũng rút kinh nghiệm. Dân dân ta cũng nhắc lại để nhớ thôi, chứ không có tỏ cái hòng hận thù với nhân dân Trung Quốc được. Bởi vì Trung Quốc là người bạn lớn của dân tộc Việt Nam, chúng ta không phải chúng ta sợ Trung Quốc. Nhưng chúng ta làm cái gì cũng phải có giới hạn. Ví dụ như là có tụi Ba Que vào nó nói tại sao, như bà Nguyên vừa đọc đấy, tại sao có trận Vị Xuyên với Bình Độ 400 chúng ta phải đánh như vậy, phải tổn thất hai bên như vậy. Chúng ta muốn cho thế giới biết, cho Trung Quốc biết là sức mạnh dân tộc, sức mạnh quân đội Việt dân Việt Nam là như vậy. Cho nên là mà cái trận Bình Độ 400 là có những lúc huy động lên hàng mấy chục ngàn quân, là lý do như vậy, để cho Trung Quốc thấy là sức mạnh của quân đội ta, của dân ta. Còn cái trận Vị Xuyên cũng vậy, tại sao chúng đấu pháo hàng 10 năm trời, tốn bao nhiêu quân đấy. Bởi vì chúng ta, Trung Quốc muốn thể hiện là một nước lớn thì chúng ta muốn thể hiện là chúng ta là một nước nhỏ, nhưng mà chúng ta có lòng kiên cường của dân kiệt có lòng kiên cường dũng cảm của dân tộc ta, không thể rơi một cái chốt nhỏ vào tay Trung Quốc được. Cho nên là tụi Ba Que nó cứ xuyên tạc vô tại sao trận Vị Xuyên ở Vị Xuyên Hà Giang người ta lại tốn thất nhiều như vậy. Cái nhiều là cái nhiều, cái ít không quan trọng, quan trọng chúng ta thể hiện được cái sức mạnh quân đội ta. Nó như vậy, vấn đề cho đó. Chứ không phải là để mất một cái chốt nhỏ mà bảo là vì hy sinh nhiều người mà ta không lấy lại. Đất nước ta là không thể đo bằng máu đâu, bà Nguyên ạ. Vâng. Đất nước ta là Giang Sơn cướp bóc ta, không thể đo bằng máu được. Bởi vì 4.000 năm nay chúng ta đã hy sinh nhiều rồi, chứ không phải là trận Vị Xuyên mà hy sinh như vậy, hoặc trận Bình Độ 400 mà như vậy. Cho nên là qua cái việc này thì là mình thấy được cái dã tâm của tụi Ba Que. Nó muốn xúi dân Rồi. tộc ta là để vào cái chỗ đối đầu Trung Quốc. Nó biết là nó đối đầu không nổi. Ông cũng lỗi, Trung Quốc đối đầu với mình. Nhưng mà dân tộc ta đâu có bẩm gì, đúng nó nghĩ. Thì lúc nào cũng nói là mình hẹn với giặc ác với dân. Vâng, nói chung là chúng ta không bao giờ mắc mưu của bọn chống cộng cực đoan và bọn dân chủ của trong nước. Chúng nó bao giờ chúng nó muốn kích động cái sự hận thù giữa Việt Nam và Trung Quốc, tức là để cho mối băng giao hai nước nó xấu đi. Mà xấu đi thì nói chung là cái sự băng giao về kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc thì nói chung nó sẽ có nhiều vấn đề, thì làm nền kinh tế của chúng ta suy yếu rất nhiều đi. Vâng, suy Đúng sụp, rồi. và làm cho dân nhân dân đã khổ, và từ cái khổ đó thì chúng ta lại Căm thù chính lại lại quyền. lại vâng căm thù chính quyền, và muộn Đúng lại rồi. lại lật cuối cùng, mục đích cuối cùng của chúng nó là lật đổ cái chế độ cộng Đúng rồi. cái hiện nay do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Đấy là cái mục đích cuối cùng đấy. Đúng rồi. Cái đường lối lãnh đạo của nhà nước ta, của nhân dân ta đã chứng minh rồi. Chúng ta đánh Trung Quốc bao nhiêu năm trời, cuối cùng chúng ta cũng phải bang giao Trung Quốc. Bởi vì người láng Đúng giềng rồi. chúng ta không thể bỏ được. Đúng rồi. Là cái nhất. Cái hai là chứng minh là Pháp, Nhật, Mỹ, Hàn Quốc, Australia, Thái Lan sang mang quân đánh Việt Nam, miền Nam ta, bây giờ chúng ta vẫn quan hệ bình thường, không có vấn đề gì. Chúng ta chấp nhận là gác lại, tạm gác lại quá khứ để hướng đến tương lai thôi. Chính xác. Cái đó là nhân dân ta là cái phải tin tưởng đường lối lãnh đạo của Đảng, của nhà nước thôi. Tụi Ba Que nó mãi mãi là Ba Que. Không Bây có giờ kẻ thù thù nào anh ạ, không có kẻ thù vâng. nào là kẻ thù vĩnh viễn, mà chỉ Đúng có rồi. lợi lợi ích quốc gia là lợi ích vĩnh viễn. Ngay kể cả cái nước Mỹ bây giờ người ta cũng thế, đúng không? Người ta Rồi. cũng sẵn sàng coi như gạt bỏ quá khứ giữa Việt Nam và Mỹ đi, Đúng để rồi. người ta quan hệ rất tốt với Mỹ đấy, Đúng rồi. với Việt Nam, cũng chỉ vì cái quyền lợi quốc gia của nước Mỹ thôi. Các bạn bạn không không phải là à Mỹ quan hệ rất tốt với Việt Nam, là Mỹ thương Việt Nam, Mỹ như thế này thì khác.
vì quyền lợi quốc gia của đất nước Mỹ đấy, vì phát triển kinh tế này, thứ hai là vì cái gọi là người ta chuyển dịch về cái sang vấn đề sang châu Á, Thái Bình Dương, thì trong đó Việt Nam mình, người ta phải chọn Việt Nam mình là một đất nước như thế nào người ta mới chọn đấy. Đúng rồi. Các bạn ví dụ như nước Việt Nam mình một đất nước không phát triển, đớn hèn, vâng, chính quyền hiện nay của Việt Nam là một chính quyền coi như là không ra gì chẳng hạn, thì đất nước Mỹ chẳng bao giờ người ta coi như giúp đỡ Việt Nam đó. Đúng rồi. Bây giờ cái bằng chứng cho ta thấy là Trung Quốc là một nước lớn, họ còn muốn bắt tay với mình thì mình cứ bắt tay với họ thôi. Vâng. Khi nào họ dùng sức mạnh họ lấn áp và quân sự mình thì mình mới đấu tranh thôi. Xu thế bây giờ xu thế vừa hợp tác vừa đấu tranh, chứ đâu có đối đầu được. Đối đầu là đối đầu là giữa Đông Tây hoặc là giữa hai khối thôi, những cái hồi trước tôi bảo đã qua rồi, chiến tranh lạnh nó qua rồi, bây giờ xu thế hợp tác phát triển. Bây giờ chúng mình thấy là Mỹ với Trung Quốc đấy, họ căng thẳng cái nào căng thẳng, nhưng mà chỉ căng thẳng không đến mức cho đổ vỡ thì họ đâu có cho đổ vỡ đâu, họ vẫn đang đàm phán với nhau. Triều Tiên với Mỹ cũng vậy, rồi chứng minh rồi mấy chục năm qua mình đã bang giao với Nhật, với lại Anh, Pháp, Mỹ đó. Bây giờ em mới nói anh Chu Phan này, hôm qua em không chưa nói cái ý này, có một cái ý này, cuộc chiến tranh giữa Việt Nam và Trung Quốc vào tháng 2 năm 1979 đó là cuộc chiến tranh của những nước cùng ý thức hệ, anh hiểu không? Đúng rồi. Tức là cùng những nước theo chủ nghĩa xã hội và đều do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Qua đây mình cũng rút ra được một kinh nghiệm như này, dù có cùng ý thức hệ nhưng cái quyền lợi quốc gia của mỗi nước người ta cũng đặt lên trên hàng đầu đó. Cho nên là bây giờ các bạn đâu, ví dụ Trung Quốc chẳng hạn cũng cùng ý thức hệ với lại Liên Xô thời bấy giờ, cùng ý thức hệ với Việt Nam, mà tại sao giữa Trung Quốc và Nga, Liên Xô hồi bấy giờ cũng có cái sự sục sặc nhau, vì muốn là cái nước này phải yếu đi, nước kia phải mạnh lên, để mà ví dụ mình là đứng đầu trong cái khối xã hội chủ nghĩa hoặc đứng đầu trong cái khối cộng sản. Cho nên là tất cả các bạn, cái câu nói là chỉ lợi ích quốc gia là trên hết, nó các bạn nghĩ sâu thì nó rất quan trọng. Và hiện nay Việt Nam cũng thế thôi, Việt Nam cũng thế thôi. Vâng, anh cứ nói anh, xong rồi em sẽ mời anh Trần Siêu. Cuộc chiến tranh biên giới Việt Nam Trung Quốc thì chắc là người anh em Trung Quốc họ nghĩ là họ sai lầm thôi, tại vì họ đánh Việt Nam cách vô cớ, họ nghi là Việt Nam mình là đi đêm chơi với Nga, rồi không rồi cái thực tế đấy đánh, không phải sai lầm, mình để cứu Campuchia, họ đánh mình họ để cứu Campuchia đó, còn trong đó có nhiều vấn đề, vì hôm qua mình đã phân tích hết cái vấn đề đó rồi và không phải sai lầm. Cho nên là họ đánh rồi thì cuối cùng họ thấy là không thể làm gì được, họ phải rút quân. Khi ta chuẩn bị lực lượng đầy đủ, ta chuẩn bị phản công thì họ rút quân. Đây cũng là một bài học cho nhân dân Trung Quốc và cho những nhà cầm quyền Trung Quốc thôi. Muốn có hòa bình, muốn có phát triển thì phải giữ tình hữu nghị giữa hai bên, chứ không thể lấy một nước lớn lấn át một nước nhỏ được. Đúng rồi. Mọi mưu đồ xấu xa thì nói chung là đã là không chính nghĩa thì anh sẽ bị thất bại thôi. Đúng không? Đúng cuộc rồi. Chiến giữa Việt Nam tự vệ, Trung Quốc tấn công, nhưng cuộc chiến đó là cuộc chiến vô nghĩa, một cuộc chiến không chính nghĩa, tấn công vào một đất nước có chủ quyền vừa mới trải qua cái cuộc chiến tranh ác liệt, thì nói chung là những người dân Việt Nam thì nói chung là thà hy sinh tất cả chứ không bao giờ chịu mất nước, không bao giờ chịu làm nô lệ. Đó là cái bản tính của những người dân Việt Nam, của dân tộc Việt Nam từ ngàn xưa đến bây giờ. Vâng. Chúng ta là những người dân thì phải rất mừng khi cuộc chiến hai bên kéo dài 10 năm thì Trung Quốc cũng thấy là cần phải cắt bắt tay Việt Nam. Việt Nam ta nước nhỏ thấy cần bắt tay Trung Quốc, là hai nước đã hòa hợp hòa giải rồi, đã đàm phán xong, chúng ta đã bình thường hóa quan hệ rồi. Đây cũng là cái kinh nghiệm của hai dân tộc hai nước, của đảng và nhà nước hai nước. Đây là kinh nghiệm xương máu bằng xương bằng thịt. Thì chúng ta cũng mong là biên giới giữa Việt Nam Trung Quốc chúng ta sẽ hòa bình mãi mãi. Con cháu con em chúng ta nó không phải bước vào cuộc chiến đấu như vậy nữa, vô nghĩa như vậy nữa. Thì thôi thì mình cũng lên góp ý rồi nói chuyện với bằng nguyên tí. Lâu quá không lên thì nói chung về chiến tranh ở biên giới thì mình cũng không có nhiều kinh nghiệm đâu, mình chỉ biết đâu mình nói đấy rồi. Có gì mấy ai nên vui cho nó vui. Vâng rồi, cảm ơn anh. Chào anh chị em trong diễn đàn nhá. Rồi mời anh Trần Siêu. Nhìn kìa đồng đội tôi, 1509 máu thấm quân kỳ, 772 665 anh em đang về, và kìa 1123 cô ích
cậu bỏ suối dốc mưa anh em về dần, cái bài thơ đồng đội tôi rất hay. Bên anh có cái quạt anh ơi, có cái quạt. À, rồi, tôi quay cái quạt. Vâng, chào sư Châu Huynh. Hà Nội hôm nay tự nhiên nó nóng quá, đây là phải quạt. Xin chào bà Nguyễn, xin chào tất cả anh em trên diễn đàn bà Nguyễn nha. Thì vừa qua vừa lấy là tôi ở ngoài đường cho nên tôi nghe thấy bằng Nguyễn mở, tôi cũng lúc nghe được lúc nghe không, nhưng mà nói về đến tướng Hoàng Đan thì tôi là người chứng kiến ở cái thời kỳ đó. Lúc đó tôi ở trong miền Nam chứ ở trong biên giới Tây Nam, chứ tôi không, thực tế là tôi không ra dự cái chiến trường phía Bắc, vì nói chung là lúc đó là rất nhiều những đơn vị là những cũng làm đơn xung phong ra để đánh Trung Quốc. Nhưng mà cơ quan cấp trên người ta trả lời này này, một đã lát, là quân đội thì một lát nữa đã là mời người lính. Trần Nhân Tú lên hát cái bài này, cái bài hát bài đồng đội tôi rất là hay. Trần Nhân Tú nếu mà hát được mình hát thì nói chung là bằng cái cảm xúc của mình thì nó rất là hay thôi Trần Tú. Rồi xin mời anh siêu ấy lên thì Trần Tú ok này, nữa. Thì lúc đó giờ cấp trên người ta có thể là đã là người lính thì nhiệm vụ nào được phân công ở nhiệm vụ nào cũng hoàn thành. Nếu ai cũng ra ngoài chiến trường thì ai là những người đứng phía sau? Những người phía sau là có trách nhiệm là chuẩn bị tinh thần chiến đấu để tiếp tế cho chiến trường và bảo vệ đất nước. Đấy là như thế. Thế còn nói về tướng Hoàng Đan này thì tôi nói mọi người này này. Sau thời gian chiến tranh 5-7 năm xong ấy, thì cái tiếng tăm của ông Hoàng Đan lúc bây giờ ông là đại tá. Lúc tôi biết thì ông là đại tá tư lệnh trưởng sư đoàn 304 đấy, ông là đại tá của ông, nên lúc tướng lúc nào thì tôi hoàn toàn tôi không biết, vì nó sự thật là ấy. Còn là ngày xưa thời gian đó là cái tiếng tăm của đại tá Hoàng Đan sư trưởng tư lệnh trưởng sư đoàn 304, và lúc bấy giờ là có ông thiếu tướng Hoàng Cầm nữa, là cái tiếng tăm rất là nổi dậy trong quân đội lúc bấy thời gian lúc bấy giờ đấy. Tôi khẳng định mà cái bài viết của con trai của ông tướng Hoàng Đan này tôi cho là viết rất là chính xác và vô tư. Theo tôi đọc thì rất là chính xác và vô tư. Trong cái thời gian chiến tranh biên giới ấy, thì phía Bắc ấy là chúng tôi là những người học chính trị hàng ngày. Lúc bấy giờ quân đội đứng phía sau, nhưng mà ở biên giới thôi, ở biên giới thôi. Không được, chúng tôi không được sang đất Campuchia mà cũng không được ra phía Bắc. Nhưng mà đã học chính trị hàng ngày. Nói về cái nguyên nhân cuộc chiến theo như tôi nhận là xét cái thời bấy giờ theo nhận xét ấy là sau khi ta giải phóng 575 xong thì bắt đầu ta nói chuyện đến cái vấn đề quần đảo Hoàng Sa với Trung Quốc. Đấy là cái nguyên nhân đầu tiên là nói chuyện về quần đảo Hoàng Sa với Trung Quốc, vì thời gian Trung Quốc chiếm đảo Hoàng Sa là chính Trung Quốc nói rằng là chúng tôi sẽ giữ hộ các anh. Đấy là câu nói của Trung Quốc là như thế. Đấy là theo cái thời gian đó là cái thời gian tổ quân đội là có cái tương tâm là như thế. Còn cái vấn đề mà chính xác hay không thì mình không được kiểm chứng vì là những người lính mình không biết. Nhưng mà nói đúng ra là lúc bây giờ là nguyên nhân theo lúc bây giờ là những người có trình độ chính trị người ta nhận xét là nguyên nhân đầu tiên đó là quần đảo Hoàng Sa là do Trung Quốc đánh lúc bây giờ đánh chiếm 574 là nói là tại sao Việt Nam chúng ta lúc bây giờ không muốn lên tiếng. Tại vì là Trung Quốc nói là đánh hộ Việt Nam và giữ cho Việt Nam. Khi Việt Nam thống nhất đất nước, Trung Quốc sẽ trao trả. Nhưng sau khi 575 Việt Nam thống nhất đất nước, thì Trung Quốc là người không trao trả cho Việt Nam. Đấy là nguyên nhân đầu tiên. Trong khi đó Liên Xô và Trung Quốc là bất đồng. Trung Quốc bất đồng. Là Việt Nam lại ủng hộ, Liên Xô lại ủng hộ Việt Nam về vấn đề quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa này. Đấy. Và Việt Nam lại ủng hộ Liên Xô, vì vậy nó có cái vấn đề coi như là xích mích đầu tiên, nhưng mà nó chỉ là xích mích. Còn vấn đề chính trị sâu xa nữa về vấn đề Campuchia là cái đường nối giữa Trung Quốc bắt tay với Mỹ như nào thì mọi người nhận xét rồi. Nó có vấn đề nhiều vấn đề lắm, ta là những người dân ta hiểu đến đâu thì ta biết đến đấy thôi. Nhưng mà nói chung rằng quân Trung Quốc là kẻ thù thời kỳ đó, coi Trung Quốc là kẻ thù. Đấy. Tất cả những người trong quân đội lúc ấy ai cũng muốn xung phong đi ra biên giới phía Bắc để đánh Trung Quốc và coi Trung Quốc là kẻ thù 1.000 năm, hàng nghìn năm đấy, hàng nghìn năm Bắc thuộc với Trung Quốc, và nhân dân ta nói Trung Quốc là vô cùng căm phẫn, kể cả những người lính. Thời gian đó rõ ràng thường có một thời gian là
trong các nước xã hội chủ nghĩa là anh em. Nhưng mà nói đến khi Trung Quốc xâm phạm đất nước ta thì cái lòng máu dân tộc Việt Nam ta nó nổi lên rất là nhiều. Trong quân đội ai cũng muốn xung phong ra chiến trận để đánh Trung Quốc. Thời gian đó tôi là người chứng kiến. Nói sự thật mọi người là như thế. Tôi nhớ năm 79, cái năm Trung Quốc đánh sang, lúc đó đất nước ta rất là khó khăn. Những đơn vị, không biết là những đơn vị chiến đấu thì tôi không biết, nhưng mà đơn vị chúng tôi không trực tiếp chiến đấu ở phía sau. Nhưng mà nhà nước chỉ cần kêu gọi là mỗi người đóng một tí, okay. Đóng góp một tí. Anh nghe, anh Siêu này, anh rồi, rồi, tôi nói vâng, vâng, đóng một lúc một nữa tí, thì là tất cả như trong cái, một cái trung đoàn của tôi, một sư đoàn của tôi, hoàn toàn mọi người ủng hộ. Lúc có lương tháng lính chỉ có 5 đồng thôi. Thế mà hạ sĩ, binh nhất 6 đồng, hạ sĩ mới có mấy đồng thôi mà. Coi như họ đều là dành cả tháng lương để ủng hộ biên giới phía Bắc. Trong khi đó đưa lên danh sách lên rồi, nhà nước lại phải trả lại, bảo ai đóng góp nhiều nhất chỉ được 1 đồng thôi. Lúc bây giờ là tính 1 đồng tiền Việt Nam thời bây giờ. Nhà nước bảo trả lại hết, ai đóng góp nhiều nhất chỉ được 1 đồng, không được đóng quá 1 đồng. Đấy là tôi là người chứng kiến những thời gian đó để ủng hộ những người những người trên chiến dịch phía Bắc đấy. Đấy là như thế. Rồi có vấn đề gì thế Bằng nói đi. Tức là anh cứ nói đi, anh nói xong thì là Thiên Di sẽ lên hát bài đồng đội tôi. Thế là cái là hát bài cũng vui được, chủ yếu là anh em ta vui thôi, nhưng mà hiểu về vấn đề đó thì tôi nên bổ sung thêm một chút về vấn đề đấy thôi. Rồi có lúc nào có điều kiện anh em mình nói dài sau cũng được. Rồi xin chào mọi người nhé, xin chào Bằng Nguyễn. Vâng, xin chào anh. Rồi xin mời Trần Minh Tú lên hát một bài, sau đó Quyền Nguyễn lên nói về Quyền Nguyễn thấy là rất am hiểu về vấn đề lịch sử và nhất là về cái cuộc chiến biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc năm 1979. Đang thêm Thiên Di, Trần Minh Tú. Rồi, anh Tú ok lại đi. Rồi, mời Trần Anh Tú lại nha. Đúng rồi, chị lên hát, sau đó em lên đấy, rất là hay. Ở Châu Hinh chờ một tí xíu đi. Đúng. Em hát không hay đâu. Nói rồi, hát. Nhưng mình hát với đúng rồi, là... đúng rồi, với cái tấm lòng của mình là tốt rồi. Ok. Này, mọi người đừng cười là được á. Em nói chung học là ok, xin mời Trần Di. Hãy về đông, về đây đồng đội ơi, người chiến sĩ sư đoàn Hà Giang đang ngưng chiến trận. Về đây đồng đội ơi, những chiến hữu đơn vị bạn, đại hương 468 ta hồi quân. Hãy về đồng đội ơi, còn nằm khe đá hay thung sâu, về đây có nhau như nguyện ước trên hào. Đường hoa cùng bầy trẻ thơ bên sông Lô Hán yên bình, quân dân nồng ấm nghĩa tình. Hãy đồng đội ơi, người lính chiến mãi đôi mươi, về đây điếu thuốc lao ấm che chốn hồn nhiên nụ cười, bạn bè đồng đội người thân ôm nhau nước mắt chan hòa, biên cương hình bóng quê nhà. Nhìn kìa đồng đội tôi, 1509 màu thắm quân kỳ, 772-68 năm anh em đang về. Và kia 1123 cô inh bồn hầm, bờ suối dốc núi anh em về dần. Hãy về đồng đội ơi, còn nằm khe đá hay thung sâu,
Về đây có nhau như nguyện ước chiến hào, đường hoa cùng bầy trẻ thơ bên sông Lô Hán yên bình, quân dân nồng ấm nghĩa tình. Hãy về đồng đội ơi, người lính chiến mãi đôi mươi, về đây điếu thuốc lao ấm che chốn hồn nhiên nụ cười, bạn bè đồng đội người thân ôm nhau nước mắt chan hòa, biên cương hình bóng quê nhà. Em xin hết. Ôi. Bình tĩnh. Em mỗi lần nghe hoặc hát lại cái bài này cảm nó khó tả lắm. Rất xúc động. Dạ. Đấy thì các anh các chú trên đây cũng là những người đã chiến đấu ở chiến trường, có những người chiến đấu chiến trường bị các chiến trường biên giới như ở Campuchia hay Lào hay là sáu tỉnh biên giới phía Bắc, thì mọi người đã biết cái gian khổ mà thế hệ các thế hệ các anh đã trải qua, nên muốn lên hát bài này thôi cho em xuống không em khóc. Rồi, xin rất cảm ơn Thiên Di. Dạ. Vâng, rất là hay và rất, rất xúc động. Rồi, mình sẽ mời bạn Chu Huynh, bạn chào tí xíu để mình mời bạn Kính Nguyễn, hai chị em bạn này. Bạn Kính Nguyễn, sau đó mình sẽ mời Chu Huynh và anh Thế Ninh, và sau cuối cùng anh Thế Ninh Hoàng nhé. Đang mời Quyến Nguyễn. Rồi xin mời, xin chào Quyến Nguyễn. Một bạn trẻ. Rồi, mình nghe rất rõ. Đầu tiên thì cháu chào mọi người. Thứ hai nữa là cháu cũng hôm qua giờ mọi người cũng nói về nhiều nguyên nhân rồi, nhưng mà bây giờ cháu xin nói qua một tí. Tức là cái nguyên nhân thứ nhất á, là thằng Trung Quốc nó muốn cứu con đẻ của nó, tức là thằng Pol Pot. Mà ý của nó muốn đánh trong phía Bắc của chúng mình, tức là nó muốn chia lửa cho chiến trường Tây Nam. Tức là muốn Việt Nam mình đưa quân về để ứng chiến với nó, là sẽ giãn lực lượng ở Campuchia. Và lúc đó thì Campuchia thì Pol Pot nó sẽ hồi sinh được. Mà lúc đó thì tướng Giáp đòi tướng Tấn thế này: nếu mà cứ đà này mà phòng thủ được bao lâu thì quân chủ lực về sẽ kịp. Thì tướng Tấn mới trả lời là 6 tháng. Thì tướng Giáp mới chấp nhận là đánh Pol Pot, xong đó rồi về mới ứng cứu phía Bắc. Còn cái thứ hai là Đặng Tiểu Bình nó vẫn đuổi kinh tế với Mẽo. Năm 1978 thì Trung Quốc nó cải cách kinh tế. Rồi, cháu cứ nói chú để lấy chú nước nha. Từ nền kinh tế định hướng thị trường do Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo là chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc, tức phải mở cửa kinh tế để tăng ngoại hối và đầu tư nước ngoài, thì nó phải đánh mình để đổi lấy kinh tế của thằng Mỹ. Và cái thứ ba nữa là cái nó muốn thử độ vững chắc của cái hiệp ước Xô Việt. Cái hiệp ước Xô Việt nên mình ký với Liên Xô ký với mình là bảo vệ toàn diện từ quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, nói chung là không có cái gì là không ký hết. Thì Trung Quốc đánh sang mình thì Liên Xô nó tập trận sát nách Trung Quốc. Lúc đó nếu như người ta mà tính cái kinh phí mà để cuộc tập trận nữa thì chắc là phải mất 2 năm kinh tế của Liên Xô. Ngoài ra thì từ nó Liên Xô còn lập cái cầu hàng không vận quân ta từ Cam về. Và cuộc không vận đó là cuộc không vận lớn nhất của lịch sử Việt Nam. Ở phía biển thì tàu chiến, tàu ngầm của Nga, nó của Liên Xô nó phong tỏa Vịnh Bắc Bộ để phòng Trung Quốc nó đánh từ đảo Hải Nam sang. Và Liên Xô nó cũng hỗ trợ vũ. Alo? Alo, chú nghe rõ mà. Rồi. Trong cái cuộc không vận mà từ Tây Nam về phía Bắc á, thì chủ yếu là máy bay An-12, mà trong chưa đầy một tháng thì Liên Xô nó vận chuyển cho mình được 20.000 lính, 1.000 tăng thiết bị và trên 3.000 tấn vũ khí. Và cái nguyên nhân thứ tư á, là Trung Quốc nó muốn rèn cán luyện quân. Tức là cũng từ lâu rồi Trung Quốc chưa đánh trận, chúng muốn thử xem sức chiến đấu của chúng đến đâu, và kết quả sau đó là chúng về nó tập trung hiện đại hóa quân đội, tập trung lên cơ giới hóa hết. Mà tướng Giáp cũng đã nói với các tướng lĩnh ở dưới chính quyền là nước ta là có thế thiên hiểm, mà ở chỗ hiểm thì một hai người giữ, trăm người khó vượt qua.
đem bộ binh cơ giới mà đánh vào đồi núi phía bắc của chúng ta thì Trung Quốc thua, thua to. Và trắng ra là đánh với lối đánh du kích phòng ngự phản công của tướng Đan thì là quân Trung Quốc chắc gì đã sống được đến nào đâu. Nó thế mà Trung Quốc nó có lập một cái lực lượng sơn cước. Cái lực lượng sơn cước này là chuyên đánh du kích, đánh đồi núi để đối phó với cái lối đánh du kích của ta. Mà ở bên Trung Quốc cái thời đó là có một cái vụ án của liên quan đến Hồ Lan Đại Hiệp, tức là vụ này nó giết không, cháu nhớ không nhầm là vài trăm mạng, mà bây giờ vẫn chưa tìm ra hung thủ, mà nghi ngờ là do lực lượng sơn cước này làm. Còn một cái nguyên nhân thứ năm nữa. Rồi. À, còn nguyên nhân thứ năm là Trung Quốc muốn làm anh cả phe xã hội chủ nghĩa ở châu Á, tức là muốn tất cả phe xã hội chủ nghĩa ở châu Á phải nghe theo nó, phụ thuộc nó. Nó muốn Việt Nam thân nó hơn là thân Liên Xô. Và cái thứ sáu là Đảng Tiểu Bình muốn đánh cáo dư luận để thực hiện cái thanh trừng nội bộ. Mà về cái thanh trừng nội bộ này thì Bắc Nhàn có nói là cái bè lũ bốn tên thì cháu cũng nói qua một chút. Tức là sau khi mà Chu Ân Lai và Mao Trạch Đông mất, Mao Trạch Đông mất hình như là năm 1976, thì ở cái vũ đài chính trị lúc này là có hai thành phần. Thứ nhất là người thừa kế Mao Trạch Đông là Hoa Quốc Phong và bè lũ bốn tên. Thì năm 1977 thì Hoa Quốc Phong nó diệt bè lũ bốn tên. Thì lúc này ở Trung Quốc chính quyền là nằm trong tay Hoa Quốc Phong. Và ba người nữa đó là Lý Tiên Niệm, Diệp Kim Anh và Uông Đông Hưng. Trong đó Diệp và Lý ủng hộ Đảng Tiểu Bình quay trở lại chính trường, và Hoa và Uông thì không đồng ý. Một thời gian sau thì với nỗ lực và quan hệ của Đảng Tiểu Bình thì Đảng đã trở lại được chính trị. Và sau khi trở lại thì Đảng được phục chức là Phó Chủ tịch Đảng và thực hiện nhiều chính sách sửa sai, sửa oan trong cái cuộc cách mạng văn hóa năm 1966-67 ở bên Trung Quốc. Rồi. Cuộc cách mạng văn hóa này thì sau đó mình sẽ mời Tập Cận Bình. Tập Cận Bình bây giờ cũng là nạn nhân của cái cuộc cách mạng văn hóa này đó. Tức là bà cha của Tập Cận Bình lúc đó là cũng là một quan chức ở trong Đảng Cộng sản Trung Quốc, và sau khi Đảng Tiểu Bình lên. Sau khi Mao Trạch Đông lên thì Mao Trạch Đông thực hiện cuộc cách mạng văn hóa này và hất đổ Đảng Tiểu Bình cùng với cha của Tập Cận Bình, thì Tập Cận Bình lúc đó cũng kêu chiêu bạt quản khắp nơi. Và hello. Rồi, cháu mới nói đi, nghe rõ mà. Và sau khi mà Đảng được phục chức thì trong đó là có một thành phần nữa, đó là Bành Đức Hoài và Lưu Thiếu Kỳ cùng hàng triệu đảng viên được Đảng giải oan, và cái này là Đảng cũng tạo bè kết cánh luôn. Và Đảng đã đánh giá lại cái tư tưởng đường lối của Mao Trạch Đông trước khi mất để Đảng danh chính ngôn thuận. Và sau khi Đảng được phục chức rồi thì để đánh bại cái phe của Hoa Quốc Phong mà ngày trước không ủng hộ Đảng trở lại á, thì một thời gian sau là Đảng lấy lại được danh thế của mình thì được bầu làm chủ tịch quân ủy trung ương cùng Hồ Diệu Bang nắm hết quyền lực trong Đảng. Mặc dù lúc đó Đảng có thể đẩy Hoa Quốc Phong về vườn nhưng mà vẫn giữ nguyên cái vị trí chủ tịch Đảng của Hoa. Của Hoa để làm sao mà ép Hoa từ tự giác về, chứ không mình không kiếm cớ để đưa ông ta về. Sau đó thì Hoa không chịu được áp lực thì Hoa cũng xin về. Nhưng mà lúc đó nếu như Đảng đẩy Hoa về thì Đảng cũng thừa sức thoải mái, vì lúc đó Đảng nắm hết quyền lực rồi. Và ta cũng hiểu vì sao là cháu cũng nghĩ là Đảng Tiểu Bình này nó cũng như Tào Tháo. Trong khi bản thân có thể làm mưa làm gió trên vũ đài chính trị này mà ông ta nó không làm như thế, mà để cho đối thủ tự giác về, thì cũng hiểu phần đó là Đảng Tiểu Bình lúc đó cũng là một chính trị gia có tuổi, và cái am hiểu chiến lược của Đảng cũng rất là cao siêu. Thì đó là một chút về Đảng Tiểu Bình, về cái nguyên nhân mà để đánh cáo dư luận về lũ bốn tên đó. Chứ còn nếu mà bây giờ nói về diễn biến trận đánh của năm 79 thì Bắc Nhàn chắc cũng nhiều hơn, nhưng mà cũng có một số trận mình đặc công của mình sang bên đất nó phá bao nhiêu cái đàn radar đó, thì Đảng Tiểu Bình nó ngán đặc công mình đến bây giờ, thì cái nó chắc là để Bắc Nhàn bác nói cũng được. Rồi cháu, nếu mà cháu ấy được thì cháu cứ nói về cái chuyện mà đặc công ta có tiến sâu ở đất Trung Quốc phá cái trạm radar của nó. À, thôi thì cháu cũng xin nói qua một tí rồi, cháu cũng xin phép vì cũng đang bận rồi. Tức là cái vụ này là
cái hồi đó nếu mà cháu biết không nhầm thì cái lính pháo binh của mình là được cái mệnh danh là bắn nhanh rút rút nhanh, mà chủ yếu là toàn lính chuyên lý với chuyên hóa thôi, bắn chuẩn lắm. Sau sau một thời gian mà mình bắn thì bị pháo Trung Quốc phản kích đúng vào trên địa pháo của mình. Lúc đầu một hai lần thì mình cũng không thấy nghi ngờ, nhưng mà sau đó thì bị nhiều lần quá cũng sinh nghi. Thế là thành ra sau đó mình điều tra ra là Trung Quốc nó mua hai cái dàn radar phản pháo của Mỹ, một dàn là 10 triệu đô. Thì cái nhiệm vụ này là cái giao cho đặc công thôi, thì đặc công đột nhập sang bên đất địch thời chiến phá mất một dàn, còn một dàn nữa thì đảng tiểu binh cũng sợ quá cũng cất luôn, cất để về nghiên cứu chứ không đưa ra dùng nhé. Thì từ đó đến giờ là đảng nó ngán đặc công của mình đến giờ mà nó vẫn e dè cái lực lượng này. Còn về thiếu tướng Hoàng Đan thì nói thật là ông Hoàng Đan là cháu là thần tượng của ông đó. Từ khi ông gắn với F sư 304 đến mà đến lúc ông 203 là ông mất, nói thật là cháu tìm hiểu về ông rất nhiều. Mà quân hàm của ông thì là đến thiếu tướng, ông là cánh tay phải của tướng Lê Trọng Tấn. Rồi. Với tướng Hoàng Đan thì ông nổi tiếng là một trong ba sư đoàn trưởng đánh trận nhất quân đội ta với lối đánh phòng ngự phản công á. Tức là từ sau 1984 sau cái trận đánh 1509 là tướng Đan là xoay chuyển lại tình hình là không thể đánh đôi công nữa mà ông cứ chuyển sang đánh theo lối đánh của Điện Biên Phủ. Tức là đào hào lấn tới chiến hào của địch chứ mình không đánh theo đôi nữa vì mình cũng không cần đánh quy ước với nó làm gì. Lính của mình đâu đủ đâu mà đánh quy ước với cái bọn thừa dân này. Không thì cháu cũng lên chia sẻ một chút như thế thôi. Rồi, rất cảm ơn những người bạn trẻ mà cháu là những thế hệ sinh ích mà cháu đã hiểu rất rõ về những cái vấn đề lịch sử của Việt Nam. Thì nói chung là cũng mong tất cả các bạn trẻ khác thì học theo bạn Kinh Nguyễn. Rồi, chú rất cảm ơn cháu. Rồi, mình sẽ mời bạn Châu Huynh. Cháu mời Châu Huynh. Mới sau ơi, Châu Huynh thì đến anh Hoàng Thế Linh lên kết thúc chương trình nhé. Đã mời Châu Huynh. Rồi, xin chào bạn. Chào. Dạ, chào anh Bằng Nguyễn. Chào mọi người trên diễn đàn của nhà anh Bằng Nguyễn. Rất vui được... hôm nay được anh bằng chiếu cố cho Châu Huỳnh lên chia sẻ về những cái suy nghĩ của mình và cũng như về cái cuộc chiến tranh ngày 17 tháng 2 năm 1979 đấy, quân Trung Quốc xâm lược Việt Nam. Thì ngày hôm qua thì thấy anh Nguyễn cũng mở diễn đàn thì cũng đa số các anh các chú cũng chia sẻ rất là nhiều về cái cục diện của cuộc chiến và kết quả của cuộc chiến. Thì Châu Huỳnh cũng vừa rồi các bạn gì vừa rồi nói đó thì cũng có một số ý là Châu Huỳnh nhất trí quan điểm về cái việc chia sẻ của cái bạn đấy. Nhưng mà Châu Huỳnh sẽ chia sẻ bổ sung thêm. Đấy, để nói về cái âm mưu thôi, chủ yếu chúng ta nói về âm mưu. Đấy, mà của Trung Quốc đối với cách mạng đất nước ta, đối với đảng và đất và nhân dân ta trong các cái cuộc chiến tranh. Thì Châu Huỳnh xin chia sẻ nó hơi dài một tí thì xin phép anh Bằng này chia sẻ có thể hơi dài một tí cái đoạn phạm vi ở khi mà từ thời Pháp đến hiệp định Geneva để cho đến ngày nay để cho nó có nguồn có gốc là như vậy anh Bằng ạ. Dạ. Rồi ok. Thì như các bạn đã biết thì trong cái cuộc chiến tranh của Việt Nam mình trong cái việc đánh đuổi quân Pháp giành lại độc lập ấy, đúng là Trung Quốc là giúp đất nước ta là về súng đạn trang thiết bị chiến tranh ấy và cả con người và cố vấn quân sự đấy cố vấn quân sự đấy và nhưng cái việc phục vụ cái việc mà giúp đỡ đó thì cũng nằm trong cái tính toán của người Trung Quốc đấy chúng ta phải hiểu như vậy và cụ thể hơn đó, là trong cái việc đặc biệt trong việc ký kết hiệp định Geneva đấy thực ra chúng ta muốn lấy vị tuyến ở 16-13 nhưng mà Trung Quốc ép chúng ta và thông đồng với lại Mỹ các nước á, là ép chúng ta ký hiệp định Geneva là lấy vị tuyến 17 làm ranh giới tạm thời. Lúc đó là một số nước á, là buộc chúng ta phải coi đó là đường biên giới. Đấy. Nhưng đối với đảng và nhà nước chính phủ chúng ta là cương quyết hai cái không thể nhượng bộ được. Một là đường biên giới, đường ranh giới đó chỉ là ranh giới tạm thời chứ không thể lấy đó là biên giới.
Ranh giới quân sự, mình đấy. Nói chính xác ranh giới đấy. Quân sự tạm thời. Ranh giới quân sự tạm thời. Đấy, thay cho cái phương pháp là gia báo hồi trước kia. Đấy, tức là gia báo ta với địch xen kẽ với nhau đấy. Và một điều thứ hai nữa là 2 năm. Đấy, vào năm 1956 là tổ chức là tổng tuyển cử. Đấy, đấy là hai cái mà đối với đảng và nhà nước chính phủ ta lúc đó cương quyết không thể nhượng bộ. Bởi vì nếu chúng ta nhượng bộ hai nội dung này thì chúng ta sẽ như Triều Tiên và Bắc Triều Tiên, Nam Triều Tiên và Bắc Triều Tiên. Đấy, chúng ta phải biết được. Đấy, để nói như vậy để chúng ta biết được là cái âm mưu Trung Quốc nó có từ thời đó. Đấy. Đấy, ngày đó là gì? Trung Quốc mà chưa có vị thế trên thế giới. Đấy. Và cũng nhân tiện cái cơ hội mà là cũng tham gia cái thành phần cái hiệp định Geneva này là thể hiện được một nước là có tiếng nói trên trường quốc tế. Và cũng rất trong âm mưu của Trung Quốc là cũng rất muốn là có một vị trí ở Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc xứng đáng với tầm một nước lớn. Đấy. Mà lúc đó là dân Hoa Trung Quốc á, tức là Đài Loan bây giờ là nó được đứng ở trong cái ủy viên thường trực Liên Hợp Quốc à, chứ không phải là Trung Quốc. Đấy, nên các bạn vào xem cái lịch sử của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thì chúng ta sẽ thấy điều đó. Đấy. Thì chính vì cái điều đó là đã như là thôi thúc Trung Quốc rất là nhiều. Mà trong cái giai đoạn chống Mỹ, mà nổi bật nhất là trong cái giai đoạn chống Mỹ á, thì lúc đó Trung Quốc khuyên ta là không có đánh lớn. Đấy, khuyên ta là không có đánh lớn, mà đánh Mỹ á, là cấp trung đội, đại đội, cấp chiến thuật thôi, không đánh cấp chiến dịch và chiến lược. Đấy. Mà chiến tranh du kích thì hòng cái tính toán của Trung, nằm trong tính toán của Trung Quốc là gì? Là hòng kéo dài cuộc chiến ra, là chia cắt cái việc cái đất nước chúng ta làm hai miền, miền Nam và miền Bắc, giống như Triều Tiên vậy. Và muốn đất nước chúng ta giống như Triều Tiên. Đấy, mục đích của Trung Quốc là gì? Là tạo ra một vùng đệm an toàn và một con bài mặc cả với Mỹ trong các cuộc thương lượng tiếp theo. Đấy, họ tính rất là dài, chứ mà họ tính đơn giản như mình là tính đơn giản, họ tính rất là dài. Đấy. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà năm 1971 Mỹ gạt Trung Hoa Dân Quốc Đài Loan ra khỏi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Đấy. Và bỏ phiếu cho Trung Quốc. Đấy. Nhưng mà Trung Quốc, mà Mỹ vẫn tuyên bố là bảo vệ Đài Loan. Đấy, nên trong cái việc mà quan hệ với nước lớn rất là lằng nhằng. Đấy. Vì Mỹ coi trọng, coi Trung Quốc là sẽ là một đối trọng, là một nhân tố ngăn cản Liên Xô và Việt Nam hơn là Đài Loan. Đấy. Nên cái việc tính toán của Mỹ là họ có cái cho Trung Quốc vào là họ có cái tính toán trước. Đấy. Thì chúng ta tiếp theo biết được là năm 1972 Trung Quốc tiếp tục đem Việt Nam ra mặc cả trong cái hội nghị Thượng Hải. Đấy, Trung Quốc đã bật đèn xanh cho Mỹ ném bom miền Bắc. Trung Quốc đã nói gì? Ngươi không đụng đến ta thì ta không đụng đến ngươi. Đấy. Đấy, và thậm chí là Trung Quốc còn nói ra thì cái này thì theo một số các anh trước kia nói lại á, chứ còn chúng ta ở đây chúng ta nghe thôi, còn bởi vì chưa có cơ sở chúng ta nói, thì thậm chí là Trung Quốc có những khi còn tạo những cái một cái những cái giống như chỉ điểm đấy, giống như chỉ điểm đấy, đấy để cho Mỹ ném bom nữa. Ví dụ như là quân của các cái quân mà cả quân binh làm các cái đường cho Việt Nam mình á, thì khi mà ra ngoài trời á, là quần áo á, là áo vlog á, là phơi áo trắng ra ngoài đấy. Bởi vì là trong khi trong cuộc chiến tranh là tuyệt đối tất cả những cái vị trí mà chúng ta đóng quân hoặc các cái vị trí mà của quân đội hoặc chiến lược hoặc liên quan đến quân sự quốc phòng là tuyệt đối không được, đều tất cả được ngụy trang bí mật cả. Đấy. Và đặc biệt là những các cái đường tàu và những các cái đường cơ sở mà tiếp viện cho chúng ta là đại đa số là bị đánh phá. Đấy. Và một nữa là gì? Là trong cái mưu mô tính toán của Trung Quốc á, là gì? Là hạn chế cái việc mà viện trợ cho Việt Nam. Đấy. Thực ra cái ký hiệp định Paris năm 1973 là đều nằm trong tính toán của Trung Quốc và Mỹ, là tin tưởng rằng là Việt Nam chúng ta sẽ không thể đánh thắng được, không thể giải phóng được miền Nam Việt Nam. Bởi vì sao? Đấy, bởi vì sao? Cái này thì sẽ chia sẻ với các bạn như thế này. Có cái này thì
là cái việc liên quan đến vũ khí. Đấy, liên quan đến vũ khí thì cháu Huỳnh sẽ chia sẻ phần sau. Đấy, để cho Huỳnh sẽ nói tiếp để cho nó liên dòng với nhau. Thì trong này có một cái mặt cả nữa, đó là cái việc mà Trung Quốc đánh Hoàng Sa và Trường Sa. Đấy, thì trong cái mặt cả này là có năm 1972 giữa Mỹ và Trung Quốc. Đấy, thì chính những cái âm mưu thủ đoạn của Trung Quốc đã đối xử Việt Nam trong quá khứ nó là như vậy. Thì rút ra một bài học kinh nghiệm đối đảng với nhà nước ta là gì? Đấy, để chuẩn bị cho kế hoạch giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước á, đảng và nhà nước ta đã bí mật chuẩn bị kỹ mọi mặt, mà trong đó là một chi tiết ít ai biết đến, đó là khâu vũ khí. Đấy, trong mọi này các bạn nên nhớ rằng trong mỗi trận đánh á, đấy, trong mỗi trận đánh thì khi chúng ta bắn bao nhiêu loại vũ khí, bao nhiêu loại đạn, xe tăng, pháo lớn, tất cả các loại á, thì bắn hoặc sử dụng bao nhiêu á, thì cái việc này chúng ta phải báo cáo lại cho Trung Quốc và Liên Xô, bởi vì họ yêu cầu như vậy. Đấy, thế thì đối với Việt Nam chúng ta rất là khôn khéo ở chỗ này, là chúng ta sử dụng một, nhưng mà chúng ta báo cáo với các bạn á, nước bạn á, là chúng ta sử 5, 6, 7. Đấy, cái số mà bổ sung cho cái bị thiệt hại đó rồi, cái số còn thừa ra chúng ta niêm cất bảo quản rất là cẩn mật. Cái này gọi là tuyệt mật này. Đấy, vì vậy là gì, năm 1975 khi ta giấu kín kế hoạch không cho Trung Quốc biết và tiến hành chiến dịch Hồ Chí Minh, nó là thành công. Đấy, thống nhất đất nước. Đấy, mà cái điều này đã làm cho các cái chính trị gia và các nhà phân tích quân sự vào Trung Quốc lúc đó không hiểu tại sao chúng ta phải làm được điều đó. Đấy, mà thực ra cái điều này đối với đang nằm ra ngoài ý muốn của Trung Quốc. Đấy, bởi họ không muốn rằng chúng ta giải phóng thống nhất đất nước. Đấy, nên như vậy là thậm chí khi năm 73 mà Trung Quốc còn viện trợ chúng ta 500.000 chiếc xe đấy, nhưng ta biết rồi, nhưng mà đúng với chúng ta là tổng bí thư, cố tổng bí thư Lê Duẩn lúc đó là cương quyết không nhận. Đấy, bởi vì bác Duẩn lúc đó nói rằng là không biết âm mưu của Trung Quốc là phía sau đó là gì. Đấy, tức là không nhận. Đấy, rồi như thế nào nữa, khi mà chúng ta tiến vào Sài Gòn để giải phóng miền Nam thống nhất đất nước á, thì là gì, là tình báo của thằng Pháp á, là nói đặt vấn đề với Dương Văn Minh, đề nghị Việt Nam Cộng Hòa kêu gọi Trung Quốc để tấn công Việt Nam, giải cứu Việt Nam, quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và thậm chí một nhân viên ngoại giao đến đặt vấn đề với Dương Văn Minh, thì Dương Văn Minh trả lời sao? Thì các bạn biết rồi đúng không? Đấy, tôi cảm ơn thiện chí của các ông, nhưng trong đời tôi đã từng làm tay sai cho Pháp, rồi tay sai cho Mỹ, đã quá đủ rồi, tôi không thể tiếp tục làm tay sai cho Trung Quốc. Đấy, ông Dương Văn Minh nói đấy. Đấy, tất cả đều nằm trong âm mưu của nước lớn. Đây cho Huỳnh muốn trình bày với mọi người rằng là đó là cái qua hai cuộc chiến tranh. Thì sau cuộc chiến tranh nữa là gì? Để sau năm 1975 đối với Trung Quốc, đối với chúng ta như thế nào? Thì đối với khi mà Mỹ á, thì đã thua ở Việt Nam rồi, thì Mỹ qua Trung Quốc biết được âm mưu của Trung Quốc, biết được cái tư tưởng của Trung Quốc, nên thì đã qua gặp Trung Quốc, đặt vấn đề với Trung Quốc 5 điểm. Điểm thứ nhất á, là đối với Trung Quốc, đối với Mỹ á, cho rằng á, là Việt Nam thống nhất. Đấy, Trung Quốc á, là bị bao vây tứ bề. Tức là Triều Tiên, rồi Nga, Mông Cổ, rồi Ấn Độ, Pakistan đấy. Đấy, thì nhưng mà để giải vây được cái điều này á, chỉ có hướng Nam thôi. Ám chỉ như vậy là chỉ có Việt Nam. Đấy, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là gì? Mỹ cho rằng Việt Nam sau này sẽ trở thành một cường quốc khu vực và cần phải ngăn chặn. Điều thứ ba là gì? Phải chia 5 xẻ bãi của Đông Dương ra để suy yếu Việt Nam, phá đi ý đồ của Việt Nam là liên bang Đông Dương và ngăn chặn Liên Xô nhảy vào Đông Nam Á. Ý thứ tư là muốn phát động chống Việt Nam từ hướng Tây Nam và các hướng khác. Tức là Việt Nam là tứ bề. Năm là gì? Nếu cái kế hoạch này của Mỹ đưa ra này mà Trung Quốc thực hiện trong 18 năm, 18 tháng sau mà Trung Quốc thực hiện ấy, thì Mỹ sẽ xem là chính sách. Đấy là Mỹ đặt vấn đề với là Trung Quốc như vậy. Thế thì đáp lại là gì? Tập Đặng Tiểu Bình ấy, là qua Mỹ. Đấy, cũng đưa ra năm điểm rất là cụ thể ký ở Washington là sao? Một là Mỹ sẽ viện trợ cho Trung Quốc 1 tỷ USD cái thời đó, rất là lớn. Đấy, khi phát động cuộc chiến chống lại Việt Nam. Hai, mở cửa Trung Quốc là mở cửa thị trường của Trung Quốc, và Trung Quốc là cải cách kinh tế và mở rộng cái thể chế dân chủ trong kinh tế. Ba,
là khi cuộc chiến chống Việt Nam á, là cuộc chiến là hạn chế. Trung Quốc không thể phát triển cái cuộc ảnh hưởng quân sự, kinh tế không quá vượt quá vị trí 18, là vị trí khoảng ở là Hà Tĩnh, Nghệ An trở về ra ngoài Bắc, chứ không quá coi như tới của mình. Đấy. Bốn là Trung Quốc hợp tác với Mỹ, tái lập vương quốc, vương quyền ở Lào và Campuchia, chấm dứt vĩnh viễn ảnh hưởng của Việt Nam ở Lào và Campuchia. Đấy. Năm là Mỹ công nhận quần đảo Hoàng Sa là của Trung Quốc. Đấy, các bạn biết là nó các nước lớn nó ngồi trên lưng của các nước nhỏ đó, các bạn có thấy được. Đấy, cái điều này rất là rõ ràng, đúng không? Thì ngay sau đó là gì? Trung Quốc về sau khi cái ông là về suối Trung Quốc đánh khiêu khích đánh Việt Nam ở hướng Tây Nam. Nhưng bung bốt là gì? Bung bốt bị Việt Nam đánh cho tan tác. Đấy. Việt Nam đưa thậm chí đưa qua Campuchia giúp nước bạn thoát khỏi diệt chủng bung bốt. Đấy. Và đồng thời khi đó Trung Quốc thấy nóng mặt quá, cũng là lấy cớ Việt Nam đấy để dạy Việt Nam một bài học. Thực ra đây là thực hiện cái tuyệt thảo luận giữa Mỹ và Trung Quốc, thực hiện cái mưu đồ sâu xa hơn là xua 600.000 quân qua 6 tỉnh biên giới để hòng gây áp lực đối Việt Nam, rút khỏi Campuchia đấy, và cũng như chống lại Liên Xô Việt Nam. Cái chi đó Việt Nam và Liên Xô có sự ký kết với nhau đấy, đấy. Với một cái cuộc chiến là tốc chiến tốc thắng đấy, Trung Quốc ý định ý mưu đồ đúng vậy. Thì cái cuộc chiến tranh xảy ra như vậy thì Liên Xô đã giúp đỡ chúng ta đấy, và buộc Trung Quốc và phải rút quân rồi đất, và chúng ta cũng là kêu gọi là tổng động viên toàn quốc đấy. Nhưng mà khi Trung Quốc rút đi là các bạn biết rồi, Trung Quốc tàn phá đất nước chúng ta rất là tàn sát, mà lúc đó người dân gọi là B-52 mặt đất đấy. Thì các bạn biết rồi, đối với Mỹ nó rải bom 12 ngày đêm ở Hà Nội thì biết được cái mức độ tàn sát đối với đất nước chúng ta ra sao, để nó săn phẳng hết. Đấy, thì các bạn cứ nghĩ rằng là khi Trung Quốc rút đi, người dân Trung Quốc nó ví là như B-52 mặt đất. Đấy. Như vậy là chúng ta là vừa đánh Pol Pot này, vừa đánh bại quân xâm lược Trung Quốc, mà ở đây cao hơn tất cả đó là đánh bại âm mưu giữa Mỹ và Trung Quốc nhằm vào chúng ta. Đây, cái này là chúng ta phải tự hào này, chúng ta phải tự hào đảng lãnh đạo đất nước chúng ta ở chỗ này này. Đấy. Để đánh bại mọi cái âm mưu, những cái rêu rao của cái bọn mà chống cộng ở hải ngoại, bọn dân chủ cuội đang ngày đêm ra đã nói đảng chúng ta là hèn với lại Trung Quốc. Đấy. Âm mưu của Trung Quốc là gì? Không muốn chúng ta sống khỏe mạnh. Chúng ta phải rõ ràng hiểu một điều như vậy. Không muốn chúng ta sống khỏe mạnh, nhưng cũng không để cho Việt Nam chết. Mục đích là tạo ra một vùng đệm an toàn cho Trung Quốc, giống như Bắc Triều Tiên, và còn là một cái cớ để Mỹ, mặc cả với Mỹ và các nước khác trên các cuộc đàm phán. Đó là âm mưu của Trung Quốc. Âm mưu của Mỹ là gì? Âm mưu của Mỹ là mượn Trung Quốc để trả thù việc Mỹ thua ở Việt Nam. Đấy. Kìm hãm Liên Xô là người đứng đầu phe sở chủ nghĩa, và kìm hãm Việt Nam ảnh hưởng Đông Dương. Đấy. Vì vậy các nước lớn họ đều có một âm mưu riêng để phục vụ lợi ích cho họ mà thôi. Đấy. Thì ở đây Châu Quỳnh đã trích ra một cái bài báo, chính là một cái người mà của để chúng Châu Quỳnh kết ở chỗ này. Đấy. Là cái bài báo này ngày 10 tháng 5 2010, Trung tướng Lưu Á Châu là chính ủy Đại học Quốc phòng Trung Quốc đã có một bài phát biểu tại căn cứ không quân của Công Minh Vân Nam. Đấy, ông ta nói, ông phân tích là dài, nhưng cho Huỳnh lấy một đoạn để cốt lõi nhất. Ông ta nói như thế nào? Ông ta phân tích rằng thực không phải Trung Quốc đánh Việt Nam vì Mỹ. Đấy, chúng ta phải hiểu như vậy nè. Mà là vì chính bản thân mình, chính bản thân Trung Quốc đấy. Đấy, vì công cuộc cải cách mở cửa đang bắt đầu triển khai. Đấy, Trung Quốc không thể thực hiện được sách lược này mà không có viện trợ của các nước phương Tây, đứng đầu là Mỹ. Đấy. Sau cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, bề ngoài các nước phương Tây bao vây cấm vận cô lập Mỹ, cấm vận Trung Quốc. Nhưng về ngoại giao, nhưng bên trong Mỹ vẫn ngấm ngầm ồ ạt viện trợ kinh tế và khoa học kỹ thuật cho Trung Quốc. Và quân sự nữa. Đấy. Để cho Trung Quốc phát triển. Đấy. Thì cuộc chiến tranh của Việt Nam á, đã đem lại cho chúng ta những gì? Đấy, ông ta tự nói và ông ta tự phân tích. Đó là một lượng lớn thời gian, tiền bạc và kỹ thuật. Nhờ những yếu tố này, Trung Quốc tiếp tục đứng vững sau khi Liên Xô sụp đổ. Đây thực sự là một thành công vĩ đại.
Đấy. Và ông viên tướng này còn cho rằng là gì? Ý nghĩa to lớn nhất của cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam là ở chỗ nó là yếu tố quyết định thắng lợi của cải cách và mở cửa của Trung Quốc. Đấy, để nói như vậy cho các bạn biết rằng là đối với chúng ta nhận định không phải là sai, đảng và nhà nước chúng ta không phải là không có nhận định. Đấy. Và chúng ta phải nói hiểu như thế này này. Như vậy thì cái chúng ta thấy rằng là Trung Quốc xâm lược Việt Nam là một cái mưu, một âm mưu lớn, là được chuẩn bị rất là kỹ càng nhằm thỏa mãn cái tư tưởng một nước lớn, khát vọng bá quyền khu vực và cũng như lợi ích quốc gia của họ, dân tộc của họ, mà họ bất chấp đi cái tình cảm anh em. Đấy, là hai nước láng giềng, môi môi hở thì răng lặn. Đấy, máu xương của nhân dân Việt Nam đã đổ đổ xuống vì những cái bắt tay, những cái âm mưu móc ngoặc của chống phá nhau của các nước lớn. Đấy, cùng là sự kiện Hoàng Sa chúng ta đã mất đúng không? Đấy, chúng ta chưa bây giờ chúng ta vẫn còn là một sự tranh chấp đó, một vết thương đau đối với dân tộc của chúng ta. Đấy, đây là gì? Đây là một bài học lớn, nó có giá trị xuyên suốt đối với lịch sử và cái việc giữ vững độc lập, tự chủ trong bảo vệ tổ quốc của dân tộc ta. Chúng ta phải hiểu nó là như vậy. Đấy, ngày 17 tháng 2 năm 1979, nó là một trang sử đau thương của dân tộc. Đó là một phần của lịch sử chúng ta không thể nào quên. Đấy, nhưng không phải vì vậy chúng ta bài trừ Trung Quốc, giữ mãi mối hận thù. Đấy, chúng ta phải hiểu một điều như vậy. Đấy, chúng ta không phải hiểu mối thù. Chiến tranh đã đi qua rồi, chúng ta ôn lại để làm gì? Để cho con cháu chúng ta biết được những bài học mà ông cha ta đã trải qua, biết được cái sự hy sinh mất mát của các thế hệ đã đổ xuống vì sự bình yên của đất nước này. Biết được như vậy để làm gì? Để trân trọng cái vị trí vai trò của Đảng Cộng sản lãnh đạo, gắn kết đoàn kết mọi thành phần trong xã hội, gắn kết các dân tộc anh em của đất nước chúng ta, không phân biệt tôn giáo thành phần xã hội trong đất nước, và tranh thủ cái mọi cái ủng hộ của các dân tộc và các nước yêu chuộng trên hòa bình thế giới, trong đó có cả nước Mỹ, có cả nhân dân của người Trung Quốc. Đấy, đã đưa đất nước ta vượt qua rất là nhiều gian nan thử thách. Đấy, và quan trọng nhất là vượt qua những mưu toan tính tướng toán của các nước lớn để giữ vững ngày hôm nay chúng ta độc lập thống nhất đất nước. Chúng ta nói vậy thôi, chúng ta là một nước nhỏ, đúng không? Nhưng mà đối với Trung Quốc nó là một lớn, nhưng mà bây giờ nó vẫn chưa thống nhất được với Đài Loan. Đấy, chúng ta phải nói, chúng ta phải tự hào điều đó. Chúng ta phải tự hào nhân dân Việt Nam về điều đó. Đấy. Và một cái điều gì, một cái điều nữa mà hết sức là quan trọng đến ngày hôm nay chúng ta là gì? Đấy. Là đối với Đảng Cộng sản đã đưa đất nước ta, đấy, từ một đất nước hoang, nghèo nàn lạc hậu, từ một đất nước bước ra từ cuộc chiến tranh hoang tàn và đổ nát, và đưa đất nước ta từ một đất nước bị cấm vận bốn bề. Đấy, nhưng đến hôm nay đất nước chúng ta là gì? Anh em chúng ta lên đây chúng ta là gì? Phán bằng mọi người đúng chúng rồi. Ta đây ai cũng vậy thôi, ai cũng rất là hớn hở, đúng không anh? Ai đúng cũng rồi. Thấy có một cái cuộc sống như anh chẳng hạn, có một cuộc sống an vậy, một sống yên bình đầu tiên, cảm thấy hạnh phúc. Đấy, đấy, đó là chúng ta vui rồi. Đấy, thì trong cái xu thế hội nhập hôm nay thì phải nói như thế này anh Văn này, phải nói với mọi người là chúng ta là cần cái ổn định, cái môi trường ổn định là quan trọng nhất, hòa bình phát triển kinh tế đất nước. Mọi vấn đề tranh chấp lãnh thổ chúng ta hiện nay là chủ yếu là ở Biển Đông, thì chúng ta tất cả vậy đó phải chúng ta thông qua hòa bình, và trong đó chúng ta phải tự chủ, tự lực, tự cường trong các mối quan hệ quốc tế, đa dạng hóa các mối quan hệ về chính trị, về kinh tế. Đấy, Việt Nam này đúng quan điểm của Đảng nhà nước là gì? Việt Nam sẽ là bạn với tất cả các nước trên thế giới, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, và một cái điều quan trọng nhất, bình đẳng đôi bên cùng có lợi, thực hiện chính sách 3-0. Đó là còn đối với trong quốc phòng anh ạ, trong quốc phòng thì 3-0, đúng không anh? Là không liên minh quân sự, không liên minh là không đồng minh quân sự với bất kỳ nước nào, rồi không cho bất cứ nước nào đặt cân quân sự ở Việt Nam, và không dựa vào nước này để chống lại nước kia. Đây, đó là 3-0 trong cái quân, đó là trong cái quốc phòng. Và một điều nữa là gì? Không bao giờ để trở thành lệ thuộc vào nước nào. Bài học của nhất của những nước mà đã lệ thuộc là gì? Triều Tiên, Đài Loan. Đây, chúng ta nói gần nhất, Triều Tiên đâu có nghe lời, đâu có tự chủ được, đúng không? Cuối cùng bây giờ hai nước vẫn chia đôi. Đài Loan tin tưởng vào Mỹ là để cuối cùng là cũng bị Mỹ nó bán đứng. Đấy, để đưa Trung Quốc vào, rất cãi vì lợi ích của nước lớn cả thôi. Đấy.
Vì vậy thì chúng ta đã lệ thuộc vào một cái gì đó, thì rõ ràng độc lập tự do chúng ta không có. Đấy. Và qua đây cho Huỳnh muốn phân tích ở đây, muốn chỉ rằng để cho cái bọn ba que mà dân chủ cuộc ngày đêm nó ra rã, nó nói đảng và nhà nước, dân dân chúng ta là hèn với Trung Quốc, sợ Trung Quốc. Đâu phải là sợ. Không phải là sợ. Đấy. Mà đối với đảng, với nhà nước, với đảng Cộng sản lãnh đạo nhân dân, chúng ta mang cái tư tưởng gì? Là tư tưởng không có tư tưởng nô lệ. Đấy. Mà chúng ta lãnh đạo đất nước chúng ta buộc Mỹ và các nước phương Tây chúng ta phải khâm phục. Thật sự mà nói, nếu mà chúng ta nghiên cứu kỹ, chúng ta đánh giá đúng là Mỹ và các nước phương Tây chúng ta phải khâm phục của chúng ta. Thậm chí thì chính như vậy, khi chúng ta giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đến hôm nay, đối với đất nước chúng ta đi đâu cũng vậy, qua các nước khác, khi nó đến Việt Nam thì họ nghĩ ngay đất nước chúng ta là Bác Hồ. Và nhiều đất nước chúng ta rất là trân trọng cái điều đó. Thì để mình cho, tất nhiên là cho Huỳnh chia sẻ thêm một đoạn nữa đi, rồi ok kết thúc câu chuyện ở chỗ này. Rồi bạn nói rất hay, bạn cứ chia sẻ. Cái bài mà ở đây á là cũng đánh vào cái tư tưởng của một số cái tư tưởng á, đang kích động đấy, đang kích động đấy, đối với đảng và nhà nước chúng ta không thể bắt mưu được đấy. Mà đặc biệt một số dân chủ của ba quen đánh đúng vào tâm lý của Việt Nam chúng ta, là cái tình yêu nước của nhân dân chúng ta đấy, đặc biệt là cái gây hoàng ở Hoàng Sa và Trường Sa. Chúng muốn gây ra cái hận thù, bài trung phò Mỹ, phò Mỹ, đúng không? Hạ cờ đỏ, dựng cờ về. Đấy, nó thật dân chủ cùi ba quen luôn luôn, tư tưởng của chúng mà muốn là như vậy. Đấy, thì qua cái đó thì cho chúng ta một bài học là gì? Là bài học một bài học cảnh giác, không thể lấy sinh mạng của dân tộc để tin tưởng dựa dẫm vào ngoại bang. Đấy, để nói như vậy, muốn tôi phân, cho Huỳnh muốn phân tích từ trên xuống dưới, và cho Huỳnh kết một câu là không thể lấy sinh mạng của dân tộc mình tin tưởng dựa dẫm vào ngoại bang. Đấy. Thì muốn thực hiện được, không thực hiện được điều này thì đối với đảng dân đảng đấy và nhà nước chúng ta, thì chúng ta phải tin thật sự và nói đối với chúng ta, anh em chúng ta này là những người dân thôi. Đấy. Chúng ta phải tin tưởng vào cái điều hết sức và tin tưởng vào sự sáng suốt của đảng và nhà nước. Bởi vì thực tế đã chứng minh như những gì cho Huỳnh đã chứng minh với mọi người vừa qua hai cuộc kháng chiến, và cũng như sau khi chúng ta bị cấm vận và chúng ta thoát khỏi cấm vận nó như thế nào, đó là gì? Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng, chúng ta phải khẳng định điều đó. Đấy, nên như vậy không có hà cớ gì trong giai đoạn lịch sử hiện nay mà chúng ta không tin tưởng điều đó. Đấy, để nói như vậy khẳng định là đập vào thẳng vào mặt cái bọn dân chủ của đám ba que, chúng đang ra rã ngày ngoài kia, chúng ta cứ nói đảng và nhà nước chúng ta là hèn với lại sợ Trung Quốc, hèn với nhân dân. Đấy, để rất mong rằng chia qua một cái cuộc chia sẻ rất là ngắn với mọi người, thì để cho Huỳnh muốn nói lên những cái suy nghĩ như vậy. Đấy, và cũng đến một lời cuối cùng nhắn nhủ đến với lại, cũng gửi đến với mọi người thôi, chứ không dám nhắn nhủ, là đối với dân tộc chúng ta được cái ngày hôm nay, chúng ta phải khẳng định một điều, đó chính là khối óc trí tuệ của người dân Việt Nam của mình, anh ạ. Anh Hoàng ạ. Vâng, đúng ạ. Và nó được phát huy cao độ dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và thời đại Hồ Chí Minh. Đấy. Thế như vậy thôi, thì em thì cũng tranh thủ, cũng là lên góp ý ấy, với những cái ý kiến của mình và những suy nghĩ của mình và những cái gì mình biết được, mình tổng hợp được. Ở trong thực tế ở đây chúng ta không thể nào mà tự mình vẽ ra được, nhưng mà tổng hợp ở nhiều cái tài liệu khác nhau. Đấy, và những cái tài liệu này đều có sự độ tin cậy của nó. Đấy, thì nên chia sẻ với mọi người. Và cũng như nói lên quan điểm của mình đấy về những cái gì, như những gì diễn ra đấy. Vâng. Còn rất là nhiều có cái nhiều nguyên nhân khác, nhưng mà thực ra đó là những cái nguyên nhân cơ bản mà cho Huỳnh muốn chia sẻ với mọi người như vậy thôi. Vâng. Và cuối cùng là xin chúc mọi người là một buổi chiều tối là vui vẻ. Rồi bạn có một cái đầu óc về chính trị rất là hay, và bạn cũng rất là hay, thì mình thay mặt tất cả các bạn ở trên diễn đàn này rất cảm ơn bạn. Và cũng mong muốn là bạn sẽ tham gia nhiều cái diễn đàn cùng với mình. Em lên anh mấy lần rồi chứ, nhưng mà mấy lần lên xin thấy anh trả lời, thành tựu thôi cũng dạ thôi, hôm nay cũng mạng phép như vậy. Dạ, em cũng cảm ơn anh và cảm ơn mọi người dưới là lắng nghe. Rồi, rất cảm ơn bạn. Dạ. Vâng. Dạ. Rồi, anh Hoàng Thiên Linh, anh thoát ra anh vào lại. Hoặc anh gửi này mời, vì anh không có camera. Vừa nãy bạn, các bạn đã nghe cái lời chia sẻ của bạn Châu Huỳnh, mong bạn nói về
vấn đề chính trị. Theo tôi nghĩ là về vấn đề chính trị, về những mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc từ trước và đến nay, âm mưu của Trung Quốc mà từ trước đến nay đến giờ, vào cái cuộc chiến giữa Việt Nam và Mỹ. Vâng, tôi đã cảm thấy rất là hay. Bọn em đang mời anh Thế Như Hoàng. Đang mời anh ấy. Anh gửi em mời rồi, đang mời anh. Mà cái anh ok thì không có camera đang kết nối với được rồi đấy. Vâng, xin chào anh Thế Như Hoàng. Chào anh Bằng, chào tất cả mọi người bên dưới diễn đàn. Hôm nay có một cái anh bạn Châu Huỳnh này, anh ấy phân tích rất là kỹ càng. Và nó có một cái sự logic từ đầu đến cuối trong cái cuộc công cuộc giải phóng đất nước và giải phóng dân tộc. Chúng ta đang ôn lại một cái kỷ niệm mà rất là đau lòng, đau thương bằng hai cuộc chiến tranh sau giải phóng năm 1975, đó là cuộc chiến tranh phía Nam và một cuộc chiến tranh ở phía Bắc. Hôm nay chúng ta kỷ niệm cái ngày 17 tháng 2 là ngày mà 45 Trung Quốc đã xua quân xâm chiếm nước ta. Thế thì nguyên nhân từ hôm qua đến hôm nay thì chúng ta cũng đã nói rất nhiều và phân tích rất nhiều những cái đó. Đó là một cái lịch sử rất là đau thương mà dân tộc ta phải gánh chịu sau giải phóng năm 1975. Tưởng rằng là chúng ta đã được hưởng một cuộc hòa bình, công cuộc hòa bình và xây dựng đất nước. Nhưng cuối cùng chúng ta lại phải đổ thêm máu 10 năm nữa. Và hàng vạn các chiến sĩ chúng ta lại phải ngã xuống để bảo vệ từng tấc đất của biên cương của Tổ quốc. Đó là một cái điều mà chúng ta rất đau thương nhưng cũng rất bi hùng của một công cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Ở đây chúng ta muốn nói rằng cái công cuộc mà cái cuộc chiến tranh biên giới năm 1979, Trung Quốc đã xua quân xâm lược nước ta. Cái âm mưu và nguyên nhân thì chúng ta cũng đã nói rất là nhiều. Thế thì để kết thúc một vấn đề này, tôi chỉ có một cái đôi lời bằng tình cảm của mình để gửi tới những người liệt sĩ, những chiến sĩ, cựu chiến binh, những người đã cống hiến cho quê hương đất nước, những người đã hy sinh vì Tổ quốc bằng một bài thơ. Tôi có 3 bài thơ viết về quê hương đất nước, về các cái chiến sĩ nơi biên cương. Thì hôm nay tôi xem sau một cái buổi cuộc đi theo các chị cựu chiến binh lên thăm cái Hà Giang, cái nơi trận tuyến của các anh ấy, và tôi cũng rất xúc động. Do vậy mà tôi viết bài thơ Mày ơi. Hôm nay tôi xin đọc cho các bạn cùng nghe. Mấy chục năm luôn canh cánh trong lòng, mỗi lần lên thăm là một lần trăn trở. Mày ở nơi đâu giữa một vùng đất đỏ, ký ức ngày xưa vụn vỡ cứ phai dần. Có lẽ thời gian khốc liệt quay vần, tao cứ bơi cả vạt đồi nơi đó. Mày đã hòa vào núi sông cây cỏ, có còn ở đây không? Tao đón mày về. Đứng giữa đỉnh đồi nhìn sang phía bên kia, một dải biên cương ngàn cây na. Mỗi tấc đất quê hương, từng bờ cây ngọn cỏ,
đã thấm máu xương, một thế hệ anh lén nhang này mày có nhớ tao không, chỉ đổi chỗ cho nhau mà đổi vòng sinh tử, tao ở lại đánh đến cùng hôm đó máu thấm đỏ người, miệng vẫn hét xông lên. Cuộc chiến hào hùng rồi cũng bị lãng quên, bởi thế hệ hôm nay không còn nhớ nữa. Lịch sử đã ghi tên và tấm huân chương cất kỹ, nhưng thật vinh quang một thế hệ anh hùng. Đây là bài thơ thứ nhất mà tôi viết về đề tài các chiến sĩ bộ đội mà tôi cũng đã rất là đau đớn trong lòng. Thế và cũng muốn gửi tặng, kính tặng lại những anh hùng liệt sĩ, những người đã hy sinh vì Tổ quốc, những anh cựu chiến binh đã cống hiến tuổi thanh xuân của mình cho đất nước. Tôi xin đọc một bài thơ thứ hai, đó là bài thơ Cổ Thành, tôi viết về thành cổ Quảng Trị. Hôm nay tôi xin đọc bài thơ Cổ Thành, xin mọi người cùng nghe. Hơn 40 năm rồi quay lại cổ thành xưa, dòng thạch hãn trong xanh đã trở thành bất tử. Những người lính năm xưa vẫn còn đâu đó, dưới nòng sông băng giá họ không về. Cứ ngẩn ngơ hoài một thành cổ năm xưa, mỗi góc phố, mỗi ngọn đồi bom cày loang lổ, đến mỗi làng quê bờ tre ngọn cỏ thấm máu xương của đồng đội năm nào. 81 ngày đêm dưới bom đạn thét gào, nhìn đồng đội tôi mỗi ngày hao vài đứa. Có những thằng vừa viết thư cho người yêu giữa quần đạn nửa, chưa kịp gửi thư về đã làm lại lời đây. Đứng giữa quảng trường xanh mướt những hàng cây, nhìn những hàng bia đan dày trong sắt năng, và trên đầu những ngôi sao sáng người nấp nánh, vẫn thẳng hàng gìn giữ đất quê hương. Đất nước sang trang viết tiếp một chặng đường, những vết thương đã lành trên một màu xanh bình dị. Tôi nhớ lại một người con Quảng Trị, mỗi nhuyễn miệng cười sao thương quá đi thôi. 40 năm
đã quá nửa đời người, em đã đánh đổi cả một thời con gái. Giá ngày xưa hai chúng mình chọn dại thì chắc bây giờ chúng ta đã thành đôi. Quảng Trị hôm nay xanh ngát một khung trời, lời lưu giữ một thời gian khổ ấy. Đất đã ươm mầm từ khổ đau trôi dậy, để Quảng Trị yên bình hết thảy một tình yêu. Đây là bài thơ thứ hai tôi viết về một thành cổ Quảng Trị. Và để kết thúc chương trình, tôi xin ngâm một bài thơ thứ ba viết về nghĩa trang Trường Sơn. Sau đây tôi xin mọi người cùng nghe một cái bài thơ thứ ba tôi viết với tựa đề là Tổ quốc gọi tên anh. Những đứa con của hùng thiêng đất mẹ vẫn vẹn nguyên không thay đổi hình hài. Hừng hực tuổi xuân những con mắt sáng ngời, trùng trùng lớp lớp những ngôi sao sáng đất trời lam. Che chắn bão giông ngăn thù biến ải, để quê hương thanh bình mãi mãi anh làm lại lời này. Tổ quốc gọi tên anh. Rừng Trường Sơn mùa này không có màu tím hoa sim, không có hoa mua hoa chạc chiều đua lờ, chỉ có gió đại ngàn khúc trắng ca hùng thiêng đất tổ. Các anh ở nơi nào xanh ngát giữa Trường Sơn, vẫn đứng thẳng hàng gìn giữ đất quê hương. Việt Nam ơi, có lỗi đau lào bằng mất mát hy sinh, gửi tuổi thanh xuân quên mình cho đất nước. Anh là gió, là mây, là người con của đất, là huyền thoại muôn đời. Tổ quốc gọi tên anh. Tôi xin kết thúc cái chương trình một cái bài thơ ở đây. Đây là một cái tấm lòng mà gửi tri âm tới những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến trong hơn 43 năm qua, và tặng những người cựu chiến binh đã quên thân mình, đã hy sinh cái tuổi trẻ cho quê hương đất nước. Và đến ngày hôm nay các anh ấy cũng đã về với quê hương, về với tổ ấm gia đình, nhưng trong lòng cũng vẫn đau đớn một cái hình ảnh người đồng đội đã hy sinh nơi biên cương của Tổ quốc. Để tôi kết thúc chương trình, tôi xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe cái chương trình ngày hôm nay của anh Bằng rất là hay. Vâng, rất cảm ơn anh Thế Nhưng Hoàng. Vâng, tức là qua những bài thơ anh thì đã làm cho anh, cho em và tất cả mọi người đây rất là xúc động với một người coi như là có một cái tâm hồn nhạy cảm và tình yêu quê hương đất nước mình qua những bài thơ của anh.
làm cho em cũng không cầm được nước mắt. Vâng, xin rất là cảm ơn anh và xin cảm ơn tất cả mọi người. Vâng, xin tạm biệt anh và tạm biệt mọi người. Cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia chương trình. Vâng, xin chào tạm biệt tất cả các bạn.